chị và các bạn nào đã thấy không, còn thì mình nhanh tay vào đang stream liền mọi người nha. Nhanh tay vào đang stream liền nha. Và mọi người ơi, nhanh tay xe liền ba rút để cùng nhau tham gia mini game với mình nè mọi người ơi. Và các chị và các bạn ơi, câu hỏi cho mini game ngày hôm nay cực kỳ dễ. Quả gì có gai các chị và các bạn nha. Quả gì có gai là câu hỏi cho mini game ngày hôm nay ạ. Rồi, xin chào Kim Dung, hello mọi người, chào các bạn mới vào nha. Quả gì có gai là câu hỏi cho mini game ngày hôm nay nha. Mini game ngày hôm nay một câu hỏi quá dễ luôn các chị và các bạn ơi. Quả gì có gai, nhớ là xe ba rất bất kỳ để mình cùng nhau chơi mini game các chị và các bạn nha. Và một set siêu sinh bao gồm một áo và chân váy sẽ dành cho chị, các chị và các bạn nào trả lời đúng câu hỏi, trả lời câu hỏi có đáp án trùng với đáp án của shop nha. Rồi, chào Võ Ngọc Hảo, hello Nam Phương, quả mít nè, Tuyết Xuân, quả mít. Chị Hân ơi, chị đây nè, Hình Nhi ơi, Nam Phương, quả sầu riêng vẫn chưa đúng với đáp án của shop nè. Giang Trần, xin chào Giang Trần, Thủy Tiên, xin chào Thủy Tiên nha. Rồi, Võ Ngọc Hảo, quả cúc vẫn chưa đúng nè, áo chị mặc bao nhiêu bà? Nguyên một set một combo chị đang mặc bao gồm áo và trong váy. Một xíu nữa chị sẽ giới thiệu và nằm trong chương trình 99.000 mọi người nha. Nguyên một combo này chỉ có 99.000 thôi. Và một xíu nữa mình cùng nhau đặt combo này nha. Rồi, quả sầu riêng vẫn chưa đúng với đáp án của shop mọi người nha. Ok, Ngân Kim, quả sầu riêng. Rồi, quả sầu riêng Thủy Tiên vẫn chưa đúng nha. Vậy em mới bị rớt. Tê Hình Nhi ơi, inbox cho chị nha. Chị sẽ bày shop sẽ bày các cố gắng lại giúp em nha. Shop sẽ bày cho em chắc chắn lại nha. Mọi người ơi, có vấn đề về quần áo thì mọi người cứ inbox cho mình nha. Inbox cho tôi có thể tư vấn kỹ càng à. Rồi, Dung Vũ, quả gốc vẫn chưa đúng mọi người ơi. Quả gốc vẫn chưa đúng mọi người nha. Rồi, Hà Thanh Tuyền, quả mít vẫn chưa đúng mọi người nha. Rồi, Nguyễn Thị Phượng Hằng, quả xin chào Nguyễn Thị Phượng Hằng nha. Hello mọi người. Rồi, Trần Thị Cha, quả thơm vẫn chưa đúng. Quỳnh Thanh Na, quả sầu riêng vẫn chưa đúng mọi người nha. Rồi, Ánh Nguyệt, xin chào Ánh Nguyệt nha. Nguyễn Hằng, quả sầu riêng chưa đúng. Trương Như Quỳnh, quả sầu riêng chưa đúng. Sen Phan, quả mít chưa đúng. Ngân Kim, quả dừa chưa đúng nè mọi người. Quả dừa không có gai đâu mọi người ơi. Kim Nhung, quả thơm vẫn chưa đúng. Rồi, Nguyễn Thị Thanh Thủy, quả dứa vẫn chưa đúng nha. Rồi, Tử Đằng, Kiwano vẫn chưa đúng mọi người nha. Rồi, quả mãng cầu vẫn chưa đúng nè. Rồi, quả sầu vẫn chưa đúng nha. Rồi, quả mây vẫn chưa đúng mọi người nha. Nunu à, Nunu mình vẫn chưa đúng nè. Rồi, quả gì đây, quả gì có gai nha mọi người ơi. Quả thơm vẫn chưa đúng. Quả rẻ đúng rồi mọi người ơi. Nguyên một combo này chỉ có giá 99.000. Và một xíu nữa mình cùng nhau săn nha. Sau khi chơi chương trình mini game xong, mình sẽ cùng nhau săn mọi người nha. Rồi, Tích Xuân, hello Tích Xuân nha. Quả dứa vẫn chưa phải nè. Rồi, quả sầu riêng mình vẫn chưa phải mọi người nha. Rồi, Hoài EK đã xem mình thấy rồi nha. Rồi, các chị và các bạn nào đã xem comment đã xe cho em biết nha. Quả mơ mình vẫn không phải nè. Quả mơ vẫn chưa chính xác nha Tích Xuân ơi. Rồi, Hoài Hân, quả khóm chưa phải. Võ Ngọc Thảo, quả sừng chưa phải nha. Thiên Mai, quả na chưa phải. Tiết Trinh, quả mít chưa phải. Thủy Tiên, quả mãng cầu chưa phải. Đào Phụng đã xe ok chưa dạy. Quả Võ Ngọc Thảo vẫn chưa phải như dạy nha. Rồi, Chôn Chôn mình vẫn chưa phải nha mọi người ơi. Quả gì đây, quả gì mà quả sưng vẫn chưa phải nha. Rồi, quả mãng cầu vẫn chưa phải nha. Quả dứa vẫn chưa phải mọi người ơi. Chưa phải đáp án của shop. Các chị và các bạn nhanh tay xe liền ba rút. Rồi sau đó mình muốn comment đáp án gì cũng được mọi người nha. Mọi người ơi, nếu mà các chị và các bạn nào mà trùng với đáp án của shop mà chưa xe ba rúp, shop kiểm tra được, biết được thì mình sẽ không công nhận mọi người nha. Quả sơn châu chưa phải, quả ấu chưa phải, quả sầu riêng chưa phải, quả pháo chưa phải, quả vải chưa phải nha mọi người. Rồi, quả mãng cầu chưa phải, củ ấu chưa phải mọi người ơi. Quả gì đây các bạn và các chị ơi, một quả này rất là quen thuộc, có gai rất quen thuộc các chị và các bạn nha. Quả này có gai rất quen thuộc, quả mít chưa phải, quả cúc chưa phải nha. Quả pháo chưa phải, quả thanh long vẫn chưa phải mọi người nha. Rồi, quả sầu riêng vẫn chưa phải, quả salad chưa phải nha mọi người ơi. Quả salad vẫn chưa phải, quả cúc vẫn chưa phải mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, ai mình nghĩ đáp án của mình mà mọi người có thể đoán ra đáp án mà trùng với shop thì mình nhanh tay comment cho shop
câu trả lời của mọi người nha. Đừng ngại comment câu trả lời của mọi người biết đâu, các bạn sẽ là chủ nhân của một set đồ bao gồm áo và chân váy siêu xinh nha các bạn ơi. Rồi quả mây vẫn chưa đủ sầu riêng, chưa đủ quả dừa, chưa đủ quả dưa, chưa đủ quả sa kê vẫn chưa đủ nha. Quả sầu riêng vẫn chưa đủ, sa kê vẫn chưa đủ các chị và các bạn ơi. Quả bít vẫn chưa đủ nha. Rồi quả kiwi vẫn chưa đủ, có gai, quả gì có gai đây mọi người ơi. Rồi quả sa kê vẫn chưa đủ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay nhanh tay. Bắt đầu một xíu rồi thôi, sắp sẽ gợi ý rồi nên mình nhanh tay nha. Mọi người ai biết các bạn thì mình cứ nhanh tay comment liền mọi người ơi. Quả mây thải vẫn chưa đủ nha. Mây thải vẫn chưa đủ, chôm chôm chưa đủ. Rồi quả dưa chuột lạ vẫn chưa đủ nha. Sa kê vẫn chưa đủ mọi người ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nhanh tay nhanh tay nha. Nhanh tay comment nếu các chị và các bạn biết được quả này là quả gì nha mọi người. Chôm chôm chưa đụng quả vải, chưa đụng sa kê, chưa đụng quả bưởi, chưa đụng quả mây, mình vẫn chưa đụng nha mọi người. Nhanh tay comment nếu các chị là được quả này là quả gì nha. Rồi quả thơm vẫn chưa đụng nè. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay nha. Quả khóm vẫn chưa đụng, quả măng bụt vẫn chưa đụng nha. Quả ke ngựa vẫn chưa đụng nha, quả mãng cầu vẫn chưa đụng nè. Rồi quả khóm vẫn chưa đụng mọi người nha. Rồi các chị và các bạn, các chị và các bạn nào nghĩ đáp án của mình có thể chung với shop thì mọi người nhanh tay comment bất kỳ đáp án nào cũng được ạ. Và nhớ là phải chia sẻ ba group trước đó mọi người nha. Cari đỏ chưa đúng, quả dâu chưa đúng, quả thơm chưa đúng mọi người ơi. Sầu riêng chưa đúng. Các bạn và các chị ơi, kéo lên 200 view em sẽ bắt đầu gửi đáp án nha. Kéo lên 200 view liền mọi người ơi, em sẽ gửi đáp án nha. Quả thơm vẫn chưa đúng, quả re chưa đúng, quả sa kê chưa đúng, quả sầu riêng vẫn chưa đụng quả gì đây, rất là gần đúng rồi các chị ơi và các bạn ơi, gần đúng rồi nha. Quả bít khó quá chị ơi, à khó quá trời ơi, rất là dễ mọi người ơi. Mình ráng lên nào. Mình gợi ý là quả này nó rất là gần gũi với mọi người luôn. Mình gợi ý là nó rất là gần gũi với mọi người luôn nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment nếu các chị và các bạn biết nha. Quả bồng vẫn chưa đúng, quả tim vẫn chưa đúng, quả thanh long vẫn chưa đúng, quả tim đâu có ra đâu mọi người ơi. Quả cà đồng chưa đúng nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào đoán được đáp án rồi thì mình nhanh tay comment cho shop biết nha. Đã đoán được đáp án thì comment cho shop biết mọi người nha. Ủa trên đi đâu rồi? Quả khóm vẫn chưa đủ nha, sầu riêng chưa đủ, quả ong chưa đủ, quả cóc chưa đủ mọi người ơi. Quả mít mình vẫn chưa đủ nha. Rồi chuẩn bị 200 view rồi, 200 view mình sẽ bắt đầu gợi ý đáp án nha. 200 view mình sẽ bắt đầu gợi ý đáp án mọi người nha. Các chị và các bạn nhanh tay xe liền mọi người nha, xe liền. Để khi em gợi ý đáp án mình comment liền. Và bạn nào chính xác thì bạn đó sẽ là chủ nhân của một set không đồng bao gồm áo và chân váy như em đang mặc nha. Quả đá, quả dứa, quả sầu riêng, quả bồ kết, quả gì đây, quả chi mà có gai đây mọi người ơi. Ok, bây giờ mọi người ơi, nhanh tay nha. Sắp sẽ gửi từ này chỉ có 2 từ nha mọi người nha. Từ này chỉ có 2 từ nha. Từ này chỉ có 2 từ mọi người. Quả này rất là quen thuộc luôn. Quả này rất là quen thuộc, rất là quen thuộc. Mãng cầu có rồi nè, vải có rồi, sa kê có rồi. Nhưng vẫn không phải mọi người nha, sầu riêng có rồi, vẫn chưa phải. Rồi các chị và các bạn ơi, mọi người ơi, ai có đáp án rồi mọi người cứ tiếp tục comment giúp shop nha mọi người nha. Câu hỏi của shop là quả gì có gai nha mọi người nha. Mọi người ơi, ai có đáp án rồi mọi người cứ tiếp tục comment giúp shop nha mọi người nha. Quả gì có gai rất là dễ luôn nha mọi người nha, rất là quen thuộc với cuộc sống của mọi người luôn, rất là dễ nha mọi người nha. Ai biết mọi người cứ comment cho shop nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, 200 view mình bắt đầu, 200 view em rồi, bắt đầu gửi nha mọi người nha. Rồi bỏ 200 từ quả view là em bắt đầu gửi nha. Bỏ từ quả là chỉ có 2 từ. Bỏ từ quả ra là chỉ có 2 từ nha mọi người ơi. Bỏ từ quả ra là chỉ có 2 từ thôi nha. Rồi, quả gì cũng giờ không đúng. Quả này một quả rất quen thuộc nha. Rồi bây giờ sẽ lật từ đầu tiên luôn cho mọi người nha. Lật từ đầu tiên nè mọi người ơi. Bây giờ sắp sẽ lật từ đầu tiên nha. Rồi sắp sẽ đặt sao sẽ lật từ đầu tiên cho mọi người luôn nha. Đây là quả cầu. Cầu gì đây mọi người ơi? Cầu gì đây mọi người ơi? Quả cầu gì đây? Từ quả, bỏ từ quả ra, còn chữ cầu là từ chữ đầu tiên. Cầu
mọi người nha. Câu gì mọi người ơi? Mãn cầu gần đúng rồi các bạn ơi. Mãn cầu nó chia làm hai, làm hai loại lực các bạn ơi. Quả mãn cầu nó chia làm hai loại lực. Nãy giờ rất là nhiều bạn comment quả mãn cầu, nhưng mà mãn cầu thì nó cũng chia làm hai loại lực. Và các bạn, cái chữ đầu là chữ cầu rồi thì chữ thứ hai là chữ gì đây các chị và các bạn? Rồi, dạ không chữ kìa, có bạn Hoài Thương kìa. Bạn Hoài Thương. Và mình xin chúc mừng bạn Hoài Thương với chữ, quả cầu, gai thì bạn đã là người comment chính xác nha các chị và các bạn ơi. Hoài Thương, chúc mừng Hoài Thương nha. Mọi người ơi, quả phải là quả mãn cầu gai mọi người nha, cầu gai nha. Còn mãn cầu thường thì mình cũng không có gai đâu các bạn và các chị nha. Cầu gai rồi. Nha. Đáp án của chúng ta là cầu gai và chúc mừng Hoài Thương đã là cái tên may mắn của ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta đến với combo 99.000 khi chọn hai combo bất kỳ mọi người nha. 99.000 một bộ sẽ bán khi mọi người chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến chương trình hot hơn nữa. Đó là chương trình sang combo 99.000 nha. 99.000 sẽ được bán khi mọi người chọn đủ hai bộ bất kỳ nha. Và mã của Hân là mã D1 các chị và các bạn ơi. D1 và các chị và các bạn ơi, một chiếc áo lệch vai cực kỳ xinh như em đang mặc đây ạ. Tay phồng rất là đẹp mọi người nha. Và chân vải trắng rất là đẹp. Chân vải trắng này và chân vải này có quần trong ạ. Chân vải này mình có quần trong nha. Mình đã có kết quả minigame rồi mọi người, đừng hỏi lại nha. Các chị và các bạn ơi, cái này mình có quần trong luôn mọi người nha. Nguyên một combo gồm áo và chân vải quần như vậy chỉ có giá là từ 250.000. Còn từ 250.000 bây giờ chỉ còn có giá là 99.000 thôi mọi người ơi. Comment cho em mã B1 và số điện thoại và địa chỉ để chốt mã hàng ngày. Comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt mã hàng ngày ạ. Và các chị và các bạn ơi, mã hàng này chỉ được bán trong 5 phút đầu thôi các chị và các bạn nha. Mình nhanh tay mình chốt mã B1 để em để qua mình qua mẫu luôn các chị và các bạn nha. Cho em chốt cho chị Thúy Hiền, comment giúp em địa chỉ và số điện thoại ạ. Em chốt cho chị Linh Lưu Hoa, comment giúp em địa chỉ và số điện thoại chị Linh Lưu Hoa ơi. Nhật Nam cho em địa chỉ ạ. Thu Hương cho em địa chỉ luôn ạ. Rồi chị Mai Phương cũng cho em số điện thoại luôn ạ. Các chị ơi, nhanh tay chốt hàng bằng cách B1 số điện thoại và địa chỉ các chị và các bạn ơi. Bao nhiêu? 99.000 nguyên một combo. Nhớ chọn hai combo bất kỳ trong live để mỗi combo 99.000 mọi người nha. Rồi, combo bất kỳ trong live để mỗi combo 99.000 nha. Rồi, chúc cho Lưu Linh B1 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nhật Nam B1 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Thúy Hiền B1 comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha mọi người nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Dạ, chúc cho Ngọc Nhung B1 ok Ngọc Nhung comment địa chỉ luôn nha. Mọi người comment theo cú pháp B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, combo này giữ 55kg mình mặc được nha. Giữ 55kg vô tư đặt nha. Cái này có quần trong mọi người nha. Combo này quần trong thoải mái nha. Combo trẻ vai B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ với giá 99.000 nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ với giá 99.000 thôi các chị và các bạn nha. Comment cho em B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ 99.000. Áp dụng khi các chị mua hai combo bất kỳ. Và các chị comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt combo này nha. Khi mua hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo 99.000 các chị và các bạn nha. Comment B1 số điện thoại và chị ok. Lệ Hằng 1B1 cho em địa chỉ ạ. Rồi chị Phương Linh. Ok chị Phương Linh nha. Rồi mọi người ơi, nhanh tay comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt hàng nha mọi người. Rồi okay, Dương Mã Thanh. Ok Dương Mã Thanh nha. Dương Mã Thanh cho mình địa chỉ. Thúy Hiền ơi, Thúy Hiền cho mình địa chỉ. À ok Thúy Hiền ơi, Thúy Hiền địa chỉ cho mình cụ địa chỉ cụ thể luôn nha. Rồi. Chốt B1 cho ODT. Ok ODT chăm sóc địa chỉ. Mọi người comment theo cú pháp B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. 99.000 có quần trong mọi người nha. Có quần trong dở lên cho mọi người xem luôn. Có quần trong các chị và các bạn nha. Đây là combo. Đúng rồi. Combo gồm
Combo là một cái chiếc váy giả quần như thế này với một chiếc áo sơ mi trẻ vai giá 99.000 khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Chúc cho Quỳnh Quỳnh B1 ok, cảm ơn Quỳnh Quỳnh, thấy địa chỉ của Quỳnh Quỳnh luôn nha. Chúc cho Mai Tạ Công B1, Mai Tạ Công comment địa chỉ giúp shop nha. Có 100 thoải mái nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chỉ còn 30 giây nữa nha mọi người nha. Bây giờ mình qua mini game rồi. Bây giờ mình đến với chương trình combo 99.000. Mỗi combo sẽ được bán với giá 99.000 khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Chúc cho Sơn Son Nguyễn, chị Son Nguyễn mã B1 ok, chị Son Nguyễn comment giúp shop địa chỉ rõ ràng hơn nha. Ba Tri Bến Tre mình comment thôn xã của mình luôn nha. Nhanh tay comment là B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá hot như thế này nha. Và chúng ta chỉ còn 30 giây cuối cùng để qua mẫu nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc cái chị Bùi Hiền B1 kèm số điện thoại và địa chỉ rồi. Ok, em cảm ơn chị Bùi Hiền nha. Mọi người ơi, đặt hàng hãy comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và mọi người lưu ý giúp shop là chọn hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Rồi tiếp tục like chỉ lấy một bộ. Comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt cái set em đang mặc. Một combo em đang mặc bao gồm một chiếc áo và một cái chân váy à. Một chiếc áo và một cái chân váy siêu xinh. Quyết Đông cho mình địa chỉ à. Rồi Võ Nguyễn Thảo Trinh cho mình địa chỉ luôn à. Chị Hương Châu ơi, B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Nếu các chị chốt cái mã mà em đang mặc nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chị chốt cái mã em đang mặc bao gồm áo và chân váy nha. Có combo chân váy tennis một xíu nữa chị sẽ lên combo chân váy tennis. Rồi B1 còn 30 giây cuối cùng, nhanh tay comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này với giá 99.000 mọi người nha. Nhanh tay B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi ai còn đặt nữa nhanh tay nào. 10 giây cuối cùng nào mọi người ơi, 10 giây cuối cùng để qua mẫu nha. Chờ bé Thủy một tí, bé Thủy đang thay đồ, mọi người chờ một tí nha. Trong thời gian đó thì nhanh tay comment là B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, quá xuất sắc nha. Cái này là váy quần mọi người nha, váy có quần trong nha. Và áo, một chiếc áo trẻ vai như thế này dưới 55kg thì thoải mái đặt nha. Rồi còn ai lấy B1 thì comment giúp shop nha. Ai lấy B1 comment giúp mình B1 số điện thoại và địa chỉ, cực kỳ xinh luôn các chị và các bạn ơi. Cực kỳ xinh, một set bao gồm áo sơ mi lệch vai và chân váy các chị và các bạn nha. Áo sơ mi lệch vai và chân váy B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nếu mọi người chốt hàng à. 99.000 trên một combo này bao gồm áo và chân váy và các chị và các bạn. Chỉ mua khi nào mình mua hai combo bất kỳ thì mình sẽ áp dụng chương trình là 99.000 trên một sản phẩm các chị và các bạn nha. Rồi em chốt cho đi mà, cho em địa chỉ à. Áo chị mặc bao nhiêu vậy ạ? Yến Phạm ơi, nguyên một combo chị mặc bao gồm áo và chân váy có giá 99.000. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo sẽ có giá 99.000. Comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho chị nha. Rồi G1 cho mình địa chỉ à. Rồi các chị và các bạn nào chốt comment giúp em B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment B1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn mọi người nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với B2 mọi người nha. B2 sẽ là mã được lên trong ngày hôm nay, quá xuất sắc nha. Hôm nay toàn lên hàng đẹp thôi, toàn là hàng đẹp và hàng mới về. Mọi người có để ý thấy một cái chân váy mà nó có cái lớp ngoài là lưới mọi người nha, lớp ngoài là lưới mọi người có để ý không, rất là xịn nha, hàng cao cấp nha, hàng toàn hàng đẹp không đó. Lớp ngoài là lưới, lớp trong là một chiếc chân váy kaki như thế này và rất là thoải mái cho chị nào dưới 55kg nha. Đó, tại vì form nó rất là co giãn, mình phối một chiếc áo có khoen sau như thế này. Thủy quay phía sau cho các chị xem luôn. Ok, khoen sau nè, đó khoen sau đó nha các chị nha, khoen sau rất là dễ thương nha. Combo này cũng 99.000, chỉ cần chọn hai bộ bất kỳ trong livestream thì giá 99.000 mỗi bộ nha. Nhanh tay comment là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mã này dưới 55kg vô tôi đặt nha. Một chiếc áo màu xanh có khoen như thế này rất là xuất sắc, phối hợp với một chiếc chân váy body, nhưng mà phía trước nó là có một lớp ren luôn nha. Nói chung cái váy này là đảm bảo là hàng mới con luôn, không có bạn ở đâu mà thấy cái váy này đâu. Váy này là hàng mới, chỉ có shop mới có nha. Rồi nhanh tay comment là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nhanh tay mọi người ơi, B2 nhanh tay nha, B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chốt cho ai đây B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho chị Trương Thị Thu B2 ok, Trương Thị Thu comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị OTD ok, chị OTD đây là mã thứ hai của mình rồi nha. Bán lẻ trên váy không? Dạ, bán lẻ cũng 99.000 nha. Và sắp chị bán giá này trong livestream nha. Trong thời gian mà mẫu đang sâu đồ thì sắp mới bán giá 99.000. Nếu sau thời gian này sẽ trở về giá gốc 250 nha.
và 99 ngày chỉ áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong line nha. Nếu kết thúc line mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ thì giá là 129.000. Bởi vậy chị nào bạn nào chưa chọn được bộ thứ hai thì nhanh tay comment giúp shop là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 99.000 một bộ khi mua hai bộ bất kỳ nha. Nếu mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha Huệ Như nha. Rồi chúc cho Hoàng Ali B2 ok Hoàng Ali mình comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị ở Loan Nguyễn B2 ok chị Loan Nguyễn comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị Thu Hồng Vũ B1 ok chị Thu Hồng Vũ ơi comment số điện thoại địa chỉ em mới chốt được nha. Huệ Như ơi 129.000 nếu mình mua một combo, còn kết thúc livestream mình lấy được hai combo bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha Huệ Như nha. Rồi chúc cho Nguyễn Oanh B2 ok chị Nguyễn Oanh comment số điện thoại địa chỉ đi mọi người ơi, số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha, mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ thì sắp mới chốt được mọi người nha. Chúc cho chị Thu Hồng Vũ B2, chị Thu Hồng Vũ comment số điện thoại địa chỉ em mới chốt được nha. Em chỉ chốt hàng cho các chị nào comment đầy đủ B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Nếu mình không có số điện thoại thì sắp không chốt được nha mọi người ơi, comment đầy đủ giúp sắp thông tin nha. Hàng gửi em gửi chưa, Nguyễn Nhi sắp gửi rồi nha, hàng ngày nào sắp gửi hay ngày đó rồi mọi người yên tâm nha. B2 rất là xuất sắc nha mọi người, xem là kỹ là cái váy này nha. Nè đây là lớp ren ngoài nè, rất là đẹp nha, lớp ren ở ngoài nè siêu đẹp luôn, và cái váy này chỉ có riêng shop có thôi nha. Đây là hàng mới toanh của shop nha, ship tỉnh chỉ có 30 hoặc 35 ngàn Nguyễn Nhi nha, ship tỉnh là 30 hoặc 35 ngàn nha. Rồi nhanh tay là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Dạ ok, chúc cho bé lành B2 ok em cảm ơn mình cho địa chỉ rất là đầy đủ luôn. Mình nếu kết thúc livestream mình chỉ chốt được một bộ giá sẽ là 129.000. Kết thúc livestream mình lấy được hai bộ bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Dạ chúc cho Thiếu Ninh B2 ok Thiếu Ninh nha. Nhanh tay các chị ơi, 30 giây nữa mẫu này sẽ trở về giá 250 nha. 30 giây nữa mẫu này sẽ trở về giá gốc 250.000. Nhanh tay comment giúp shop nha. Chúc cho chị Đăng Tuyên mã B2 ok chị Đăng Tuyên comment địa chỉ giúp shop nha. Dạ chúc cho chị Thu Hồng Vũ B2 ok comment địa chỉ giúp shop luôn các chị ơi. Comment đầy đủ mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người ơi. Mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá hot như thế này. B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ váy là vải kaki các chị ơi. Phía ngoài này là lớp ren này mọi người có để không? Đó có thấy rất kỹ không? Phía ngoài là một cái lớp ren. Cái mẫu này chỉ có siêu shop có mọi người nha. Hàng độc quyền nha, hàng mới về luôn. Rồi phía đây còn vải này là vải này, mặc vải sơ mi mặc rất là mềm. Bộ này mua về vải xấu trả lại cho shop nha. Nhanh tay comment B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nhanh tay comment. 20 giây nữa shop sẽ trở về bộ này với giá gốc 250 mọi người nha. 20 giây nữa sẽ trở về giá gốc 250.000. Nhanh tay đặt trong lúc shop đang sâu đồ mọi người nha. 99.000 chỉ áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Vải kaki siêu dày co giãn rất là thoải mái nha. Nè co giãn này mọi người thấy độ co giãn. Mặc thoải mái lắm, ngồi lên ngồi xuống vô tư luôn nha. Rồi B2 chúc cho Huệ Như, Huệ Như comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị và các bạn comment đầy đủ mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 10 giây cuối cùng cho bộ này nha. 10 giây cuối cùng shop sẽ chuyển mẫu qua B3 nha, và bộ này sẽ trở về giá gốc 250.000. Tranh thủ comment trong lúc shop đang sâu hàng mọi người nha, shop đang sâu mẫu nha. 53kg vừa chị hên bốn mắt ơi. Dưới 55kg vô tư đặt cho em nha. Dưới 55kg vô tư đặt, hàng free size dưới 55kg vô tư đặt nha. Hàng này co giãn rất là thoải mái. Rồi chúc cho chị Liên Lê B2 comment địa chỉ luôn giúp em mọi người ơi, nhanh tay mọi người. Này dưới 55kg vô tư đặt, chị hên bốn mắt comment giúp em là B2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị mờ mờ ơi, vô tư nếu chị dưới 55kg chị đặt nha. Dưới 55kg cứ vô tư đặt nha. Cái váy này là độc quyền bên em luôn. Hàng có, không có cái kaki nào mà lại có cái lớp ren ở ngoài như thế này hết. Rất là độc lạ nha. Đó hàng bên shop vừa độc lạ mà vừa rẻ, mà vải vừa đẹp là chỉ có siêu shop có mọi người nha. Rồi đây là đặc sản của siêu shop, đó là những cái combo như thế này nha. Rồi B2 còn ai lấy, B2 nữa comment giúp em B2 nha. Dạ 1m54 nặng 54kg Quỳnh ơi. 1m54 nặng 54kg. Dạ Quỳnh ta. Quỳnh ơi mình chọn bộ khác giúp shop nha. Tại cái chiều cao của mình á, chiều cao của mình này nếu mà mình cao cỡ 1m56-57 thì ok nha. Quỳnh nha, mình chọn bộ khác nha. Chị ơi của em ship chưa? Ship rồi Trang Nana ơi. Trang Nana ship rồi nha. Rồi đây là áo nha. Xả ra đúng không? Rồi em xả vào áo rồi nha. Bây giờ mình chuyển qua B3 và B2 sẽ trở về giá gốc 250 ngay từ bây giờ nha. B2 đã trở về giá gốc 250 ngay từ bây giờ. Bây giờ mình đến với B3 quá xuất sắc luôn. Kính vàng là 79.000 em nha. Kính vàng là 79.000 nha. Còn nón trái cây là 99.000 nha. 1m6 vô tư vừa Huệ Như ơi. 1m6 là mặt rất là đẹp luôn. Nói chung là bé mẫu của 1m6 đó Huệ Như ơi. Vô tư nha. Rồi bây giờ mình đến với B3, hôm giới thiệu B3 cho mọi người nè. Mọi người đến với mã B3 với một chiếc áo trắng sọc đen, và đi kèm với đó là một cái chân váy cực kỳ xinh có đính ngọc trai.
dài đen và chân váy kaki đen, và ở ngoài có lớp lưỡi có đính ngọc trai mọi người nha. Nguyên một combo này dành cho các chị và các bạn dưới 55 kg à. Và mình chốt mã này chỉ có giá 99.000, từ 250.000 chỉ còn 99.000 trong like này mọi người nha. Và nhớ là chốt trong like và chọn hai bộ bất kỳ để được giá 99.000 mỗi bộ. Comment cho em mã V3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt à. V3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi à, một mét B1 thì vừa không ạ? À? Bình thấy B1 là cái bộ gì ha? Vải B1. À vải B1 là vừa em. Quỳnh ơi. B1 em vừa đó Quỳnh ơi. Cái vải bên này đúng không? À không phải, cái vải Quỳnh em vừa Quỳnh ơi. B1 vừa nha. Rồi cao 1m50 nặng 53 kg vừa không? Eo mình 75. Được chị hên bốn mắt ơi, eo 75 mặc được váy này nha. Eo 75 mặc được váy này mọi người nha. Eo 75 mặc được nha. Thoải mái lắm mọi người ơi. Chị hên bốn mắt comment liền nha chị ơi, kẹp hết nha. Rồi B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nhanh tay mọi người ơi. Bộ này quá hot nha, và sắp nói thật là không đi đâu mọi người tìm được cái giá như thế này mà vải quá đẹp như thế này nha. Đây là hàng độc quyền của shop nha. Những cái chiếc váy mà nó có cái phần ren phía ngoài như này là hàng độc quyền bên shop mới có nha mọi người nha. B3 kèm số điện thoại nhanh tay mọi người nha. Rồi chúc cho Lan Anh Đào B3 comment địa chỉ luôn giúp shop. Ok chúc cho chị Thu Hồng Vũ B2 và B3. Ok em chúc cho chị rồi nha. Chúc cho Mai chúc cho Mai B3 comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúc cho ai nữa đây? Chúc cho chị dâu tây B3. Ok chị dâu tây, ok chị nha. Rồi chị dâu tây comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Tuấn Kiệt B3 comment địa chỉ giúp shop nhanh tay mọi người ơi. Comment đầy đủ B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ đem chốt hàng nha. Và nếu mà chị nào không có địa chỉ thì em chỉ giữ hàng cho các chị có địa chỉ trước nha. Nên là mình hãy cho đầy đủ thông tin giúp em nha. Chúc cho Danh Mỹ B3 ok ạ. À. Váy dài bao nhiêu vậy ạ? À? Váy này dài 50 cm chị ơi. Váy này dài 50 cm nha. Mayo, ok chốt cái Mayo rồi nha. Vậy nãy em đặt B1 rồi à, xếp xong. Xem giúp em Quỳnh em nốt chưa? Ok Quỳnh sắp nốt cho Quỳnh rồi nha. Hôm nay có bé xếp ly không ạ? À? Có luôn nha mọi người. Rồi B3 giúp sắp nha mọi người nha. Comment B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mới được mật. Các bạn chốt mã B3 nha. Comment B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các bạn chốt mã B3 nha. Chúc cho Mỹ Lệ nữa nha. Mỹ Lệ cho mình địa chỉ nữa nha. Mayo chứ. Mỹ Lệ Mai ồ chứ. Ra chúc cho Mai Nguyễn B3 ok chị Mai Nguyễn nha. Mỹ Lệ Mai ồ cũng được, Mỹ Lệ cũng đúng. Dạ chúc cho chị Mai Nguyễn B3 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Bùi Thị Ánh B3 comment địa chỉ giúp shop nha. Bộ bao nhiêu ạ? À? Nguyễn Thanh Thảo ơi dạ. Mua một bộ là 129.000, kết thúc live mình chọn từ hai bộ trở lên giá là 99.000 mỗi bộ. Mọi người ơi, không đâu mà tìm được cái giá quá rẻ và đẹp như siêu shop. Cam kết với mọi người như vậy nên tranh thủ đặt hàng nha. Và shop chỉ sale trong thời gian livestream đang diễn ra, kết thúc live thì sẽ là 250.000 nha. Nên là mọi người giúp shop là comment ngay cái lúc mà shop đang sau livestream mọi người nhé. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào chưa chốt thì mình nhanh tay comment B3 kèm địa chỉ kèm số điện thoại ạ. B3 kèm địa chỉ kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Các chị và các bạn nhanh tay. Ok hên bốn mắt. Em chốt cho chị hên bốn mắt ạ. Cho em địa chỉ chị hên bốn mắt ơi. Comment giúp em địa chỉ kèm số điện thoại kèm mã mọi người nha. Hai bộ là 99. Các chị ơi, mua hai bộ bất kỳ trong live mỗi bộ sẽ là 99.000 mọi người nha, chứ không phải là tổng hai bộ là 99.000 các chị và các bạn nha. Nguyên một bộ đồ như vậy bao gồm áo và chân váy mà chỉ có 99.000 một bộ như vậy là rất là rẻ rồi mọi người ơi. Đặt hai bộ trong live là bao nhiêu tiền một bộ ạ? 99.000 một bộ khi đặt hai bộ bất kỳ trong live mọi người nha. 99.000 một bộ khi đặt hai bộ bất kỳ trong live nha. Lên vải xếp ly chút đi ạ. Ok nha. Rồi 10 giây cuối cùng cho bộ B3 này mọi người ơi. 10 giây cuối cùng để đặt B3 nha. Nhanh tay comment B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Dạ chúc cho không tên comment địa chỉ luôn giúp shop không tên nha. Nhanh tay comment B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok chị Hiền Minh B3 của mình, đây là mã thứ hai của chị rồi nha. Em chúc cho chị Hiền Minh rồi nha. Nhanh tay B3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá hot như thế này nha. Rồi 10 giây cuối cùng qua mẫu mọi người nha. 10 giây cuối cùng để đặt combo này nha. Qua hàng bên shop chỉ có độc quyền bên shop mới có những cái chiếc chân váy mới lạ như thế này nha. Phía lớp ngoài là ren, phía trong là kaki á, quá xuất sắc luôn mà nó co giãn rất là tốt luôn. Đây áo ra xem mới vậy. Ok Mỹ Lệ nha. Mỹ Lệ đúng rồi.
Mỹ lệ nhưng mà cũng hơi giống tiếng Anh Mai. Có váy búp bê không ạ? Váy búp bê là váy gì ta? Váy công chúa có luôn hình anh Thư ơi. Đó, có váy công chúa nha. Đó, cái áo quá đẹp như thế này. Ok, chị Hinh muốn mắt em thấy địa chỉ của chị nha. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu mọi người. Và nhớ chị nào chưa chọn được bộ thứ hai thì mình chọn thêm nha. Hai bộ bất kỳ sẽ có giá 99.000 mỗi bộ. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Rồi B3 sẽ được qua mẫu trong 5 giây cuối cùng, sẽ trở về giá gốc 250.000 trong 5 giây nữa mọi người nha. Nhớ là sau livestream là 250.000 nha. Bây giờ sắp sẽ chuyển qua mẫu tiếp theo. Cho em xem váy công chúa. Mọi người ơi, không, mình sẽ sâu theo thứ tự nha. Mọi người cố gắng là mình đặt, mình ưng mẫu nào mình đặt mẫu đó nha. Shop sẽ tiếp tục lên các combo toàn là hàng mới về, hàng đẹp bên shop nha. Và mình sẽ xem sâu theo thứ tự, tại vì hàng rất là đẹp và shop sẽ sâu lần lượt. Và càng ngồi lại lâu thì siêu phẩm sẽ càng được lên nha. Siêu phẩm sẽ được giữ lại phía sau nữa, nên là nhớ là phải ngồi lại đến cuối live giúp shop nha. Áo này có màu đỏ tay ngắn không shop? Không có màu đỏ nha. Đây là màu đen nha. Màu đen có cái viền cổ nhìn rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Mình phối hợp một chiếc váy hồng body, sorry, váy hồng chân cá như thế này. Có hai cái túi trước nè đó. Vải này co giãn rất là tốt, thủy đủ sự đồ co giãn cho mọi người nha. Đó, nói chung ngồi lên ngồi xuống vô cùng thoải mái, vải rất đẹp nha. Mua về cái bộ này mà vải xấu cứ trả lại cho shop nha. Không có nơi đâu mà bán 99.000 một mỗi bộ như thế này mà hàng cực kỳ đẹp như thế này, chỉ có siêu shop thôi. Đó là đặc sản của siêu shop nha. Rồi xin chào chị Gái Trần, xin chào chị Lê Hân. Lê Hân hàng của mình gửi rồi nha. Rồi bộ này là B4, bộ 4 đúng không? Rồi bộ này là B4 mọi người nha. Mã của bộ sản phẩm này là B4 nha. Dưới 55kg vô tư đặt cho shop nha mọi người nha. Không phải cái hàng đó đâu Hân ơi. Dưới 55kg vô tư đặt cho shop nha. Mọi người ơi, ai đặt bộ này hãy đặt cho em là A4 nha mọi người nha. B4 có số điện thoại giúp em nha mọi người nha. B4 nha mọi người nha. Đây là một chiếc áo sơ mi có viền cổ nha mọi người. Rồi chúc chị Yến cao. Rồi em chốt với chị Yến cao cho chị nha. Chị ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị nha. Mọi người ơi, ai mà chốt hàng chị em xin địa chỉ luôn nha mọi người nha. Để em chốt hàng cho mọi người nhanh nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn đó chị ơi. Một cái chân váy, một chân váy đuôi cá màu hồng nha mọi người nha. Cái này co giãn nha mọi người nha. Nó co giãn rất là ok luôn nha mọi người nha. Đúng rồi, B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ đi sổ combo này nha. Và chúc cho chị Linh Trần B4 ok, Linh Trần comment địa chỉ luôn giúp shop nha. Chúc cho chị Nhung Ngọc Nguyễn ok, chị Nhung Ngọc Nguyễn comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Linh Tuấn B4 ok, Linh Tuấn ơi mình trao shop địa chỉ luôn nha. Chúc cho chị Kiên Vân B4 ok, chị Kiên Vân nha. Chúc cho chị Yến Cao, mọi người ơi comment luôn giúp shop địa chỉ nha. Nhanh tay B4 quá xuất sắc như thế này. B4 là sự này. Cái vải nó rất là to giãn, mặc thoải mái lắm. Dưới 55kg cứ vô tư đặt nha. Cái vải này siêu siêu thoải mái luôn. Cái váy mặc nó mềm, nó thoải mái, nó thấm hút mồ hôi chứ không phải là cái kiểu như vải nó cứng cứng, mặc nó khó chịu đâu, mọi người cứ yên tâm nha. Nói chung mua hàng mà chỉ có đẹp và rẻ thì chỉ có siêu shop thôi mọi người ơi. Quá xuất sắc nha. Một bộ mà 99.000 thì mọi người nghĩ thử ở đâu ra mà bán cho mọi người như vậy. Quá xuất sắc. Mà hàng đẹp chứ không phải là ba cái hàng rẻ tiền mọi người nha. Rồi chúc cho Trịnh Tú Trinh B4 ok cho sắp địa chỉ. Mọi người comment giúp sắp địa chỉ luôn nha. Rồi Lê Hân, em thích nhiều mẫu quá. Lê Hân ơi, mình cứ comment, mình cứ lựa tiếp. Nói chung mình dưới 55kg mình vô tư đặt nha. Ví dụ mà mình có số ký đặc biệt trên 55kg hoặc là mình ốm quá có 30 mấy kg á, thì mình cứ comment cân nặng chiều cao để shop tư vấn có vừa hay không mọi người nha. Chúc cho Nguyễn Sushi B4 nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là B4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha mọi người nha. B4 sẽ còn 20 giây cuối cùng để qua mẫu nha. B4 chuẩn bị qua mẫu trong 20 giây nữa. Nhanh tay comment B4 giúp shop nha. Cái mã hàng này quá xuất sắc các chị ơi. Đó, cái màu hồng mà đi với màu đen, màu hồng nhạt pastel á mọi người. Pastel đi với màu đen nhìn rất là sang đúng không? Nhìn nó mình có thể phối được nhiều phong cách nữa. Cái váy kiểu như này phối được nhiều phong cách lắm. B4 rồi, ok sắp chưa mọi người? 10 giây cuối cùng để qua B5 nha. 10 giây cuối cùng để chúng ta chuyển mẫu nha. Và 10 giây cuối cùng để chuyển B4 sang B5 mọi người nha. Bây giờ chúng ta chuyển qua B5 đây. Hàng càng về sau là càng đẹp. Nói chung ai ngồi càng lâu thì sẽ được xem toàn là hàng siêu phẩm bên shop luôn. Hàng mới về không á mọi người ơi. À và các chị và các bạn ơi, mình đến với mã hàng tiếp theo nha các chị và các bạn. Mã hàng tiếp theo với một chiếc áo sơ mi với hai sọc ở tay cực kỳ xinh. Và đi kèm với đó là một cái chân váy màu rêu rất là đẹp mọi người nha. Và chân váy này ở trong là thun và ngoài là form nha. Kết hợp rất là xinh mọi người ơi. Chân váy nguyên một combo này sẽ dành cho các chị nào dưới 55kg và dưới 55kg ạ. Và nguyên combo này chỉ có giá từ 250.000 còn có giá 99.000. Và
dành cho các chị nào, áp dụng cho các chị nào mua hai combo bất kỳ trong line thì mỗi combo 99.000. Còn nếu các chị và các bạn chỉ mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Và comment giúp em mã P5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị chốt combo nào. Đúng P5 rồi. Kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ, P5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. P5 là mã của bộ sản phẩm này nha, rất xuất sắc luôn. Bộ này là váy kiểu váy ren công chúa. Bạn nào lúc nãy mà hỏi là váy ren có váy công chúa, có váy tiểu thư không thì nhanh tay chọn bộ này nha. Cái váy ren này nó rất là đẹp, cái vải này nó mềm ơi là mềm. Mặt này mọi người thấy cái độ xề của nó, mà may hai lớp như vậy mà bán 99.000. Trời ơi quá xuất sắc, quá sốc luôn, sốc bán rất là sốc nha. Bộ này có trên vải màu đen không? Dạ dâu tây ơi, trên vải màu đen hả? Trên vải màu đen có nhưng mà còn rất là ít. Dâu tây ơi, ok, tại vì số ký của dâu tây đặc biệt thì em sẽ nốt cho dâu tây màu đen cái này nha. Dạ chúc cho Bùi Nam B5, ok Bùi Nam nha, đây là bộ thứ hai của mình nha. Chúc cho chị Oanh Phan Thanh B5, nhanh tay comment B5 mọi người ơi. B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sắp chốt mình bộ này nha. Dạ cái này chỉ có màu rêu thôi nha. Màu đen em chỉ còn một cái là em chúc cho chị dâu tây rồi nha. Chỉ có màu rêu thôi các chị nha. Chúc cho Bình Nguyên B5, ok Bình Nguyên địa chỉ rất là rõ ràng. Cảm ơn mọi người đặt hàng mà comment địa chỉ rất là rõ ràng là không gì quý bằng luôn. Mọi người ơi, ở đâu ra mọi người tin được một cái shop mà bán đồ, một cái áo quá đẹp mà một cái váy cũng vô cùng xuất sắc mà giá 99.000 mọi người tin được không? Và hai bộ bất kỳ mọi người nha, cố gắng chọn giúp shop hai bộ bất kỳ. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000, toàn là đồ đẹp thôi, đẹp lắm. Váy công chúa liền cơ, không có váy công chúa liền anh Thư ơi, không có nha em nha. Bán mũ đằng sau không chị có nha, Thiên Di Hàng nha, mũ phía sau là 99.000 một cái nha. Có em có ba mấy ký vừa không, ba mươi mấy ký em chọn bộ này được em nha. Tại cái lưng của cái váy này là lưng thun nên là em cứ vô tư em đặt nha Quỳnh Như nha. Chúc cho Trần Đinh Hoàng và chị Toàn Đinh Hoàng B5, ok comment địa chỉ giúp sắp nha. Son em dùng bao nhiêu thỏi vậy em? son bé Hưng thì chị Hành Sushi tư vấn cho chị Son kìa. Nói chị Son em dùng là son gì? Dạ Son em dùng là châu châu ạ. Son châu châu. Chị có inbox riêng đi. Chị có gì chị cứ inbox shop để em xin thông tin. Chị thích sao em không có bán sau nha, nhưng mà nếu mà mọi người thích thấy mẫu sơn đẹp quá thì cứ inbox em chỉ cái hãng cho mình dùng nha. Rồi ok, chúc cho Thiếu Ninh B5 nhanh tay comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Chúc cho chị Xuân Hạ B5, ok chị Xuân Hạ nha. Xuân Hạ ơi, mình comment địa chỉ luôn giúp shop nha. Các chị đặt hàng comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá hot như thế này nha. Và nhớ là các chị cố gắng chọn hai bộ bất kỳ nha. Chúc cho chị Phạm Phương B5, ok chị Phạm Phương ơi, em chúc cho chị rồi nha. Cố gắng chọn thêm một bộ nữa mọi người nha. Hai bộ bất kỳ, mỗi bộ sẽ có giá 99.000. Còn nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thì giá là 129.000 nha. Dạ em chúc cho chị dâu tây ạ. Ok chị dâu tây B5 em chúc cho chị rồi nha. Nhanh tay comment B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và chỉ còn 30 giây nữa. Bị ổn hả? Đây em thấy vậy hả? Em 37 kỹ vừa không Quỳnh Như ơi. Đặc biệt mọi người ơi, đối với cái mã hàng này các chị và các bạn yên tâm về kỹ, tại vì cái lưng này lưng vuông. Và các chị và các bạn nếu mà ốm á thì cái này mình nó có độ phòng thì mình sẽ che được cái điểm là ốm của mình nè. Còn nếu như các chị và các bạn có bụng thì có độ phòng cũng giúp mình che được cái bụng của mình nha. Một combo chỉ có giá 99.000 thì áp dụng khi giá này áp dụng khi em mua hai combo bất kỳ trong live thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu kết thúc live em chỉ lấy một combo duy nhất thì sẽ có giá 129.000 em nha. Ngọc nếu chốt thì comment cho chị mã B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha Ngọc ơi. B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ thì 99.000 một combo, và nhớ lấy hai combo bất kỳ để được 99.000 nha. Đúng rồi. Mỗi combo nha. Nếu mình chỉ lấy một combo thôi giá là 129.000, còn nếu kết thúc live mình chọn được hai combo bất kỳ giá sẽ là 99.000 nha. Dạ ok chị Xuân Hạ em chúc cho chị rồi nha. Chị Xuân Hạ là B3 và B5, ok chị Xuân Hạ nha. Và mọi người lưu ý giúp shop nha, ngoài livestream thì mọi người đặt bộ này với giá 250 giúp shop nha. Sau livestream thì mọi người đặt bộ này với giá 250 giúp shop nha. Cứ như vậy shop chị bán giá sale, giá shop trong livestream để trả công cho mọi người ngồi xem live nha. Nói chung là mình xem live thì mình phải được quyền lợi đúng không? Mình ngồi hàng tiếng đồng hồ mình cùng shop tương tác rồi xem live rồi thả tim các thứ thì mọi người đương nhiên phải được hưởng quyền lợi hơn các cái chị các bạn mà mình chỉ inbox mình đặt thôi thì đương nhiên giá sẽ cao hơn nha. Đó, xem live là
ưu tiên lắm nên các chị tranh thủ đặt trong like nha. 48kg là vô cùng đẹp luôn chị Nhung Trần ơi, tranh thủ đặt hàng chị ơi kẹo hết nha. 48kg là quá xuất sắc luôn rồi. Nói chung là chị nào dưới 55kg vô tư đặt bộ này mà có cái khung ký cỡ 40 mấy kg nữa thì mặc rất là đẹp các chị nha. Nếu chung mình 40 mấy kg thì mình mặc đồ của shop nào cũng được, tại vì đó là số ký rất là cơ bản của cái form của cái tạng người của phụ nữ Việt Nam, của con gái Việt Nam, thì 40 mấy kg mặc quá dễ rồi các chị yên tâm nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua B6 trong ít giây nữa. Ai còn lấy B5 thì comment giúp shop là B5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ liền mọi người nha. B5 sẽ được qua mẫu trong 10 giây cuối cùng mọi người nha. Nhanh tay đặt hàng kẹo lại trở về giá 250 thì rất là tiếc cho mọi người nha. Rồi, 1m52 mặt đẹp không sắp ơi, Lương Hoàng ơi, miễn là mình dưới 55kg nha Lương Hoàng nha. Miễn mình dưới 55kg là bao nhiêu cũng đẹp, tại cái váy này là cái phong cách thon dài mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn, váy này mình không hề kén dáng mà ngược lại rất là tôn dáng các chị và các bạn nha. Mình có bụng thì váy này sẽ cho che bụng của mình nè. Còn nếu mà các chị và các bạn mà ốm á thì cái váy này nó có độ phồng cũng dạ, che đi cái mình, ốm của mình nha. Dạ mình 37 tuổi mà mặc được không? Chị Nhung Trần ơi, nói chung mà những cái đồ như thế này không phải là em chỉ bán cho lứa tuổi teen, lứa tuổi tuổi trẻ đâu. Chị có thể về chị phối vào, chị phối theo cái tủ đồ của chị á. Những cái váy như thế này chị có thể phối với sơ mi đen nhìn chị sẽ đứng người hơn nè. Sơ mi trắng như thế này chị phối với chân váy body nhìn cũng rất hợp với độ tuổi. Nói chung chị cứ yên tâm nha, hàng của bên em, thời trang của bên em là thời trang ứng dụng. Ứng dụng tức là nó sẽ không kén độ tuổi cũng như là không kén cái form dáng của mình. Và mặc được rất là nhiều trường hợp cũng như là rất phù hợp với nhiều độ tuổi. Chị yên tâm chị ơi, chị đã quên tên rồi. Chị Nhung Trần nha, chị yên tâm 37kg mặc vẫn được nha. Sorry, 37 tuổi mặc vẫn được nha, miễn là chị phối đồ. Còn nếu mình mua về mình không có biết phối như thế nào á thì cứ inbox shop nói là bây giờ mình có mua cái này, bây giờ mình phối cái nào cho hợp lý thì shop sẽ tư vấn kỹ cho mọi người luôn nha. Vì mua đồ bên shop về là chắc chắn mọi người phải mặc được thì shop mới bán, nên mọi người yên tâm nha. Đồ thời trang bên shop là thời trang ứng dụng nha. Bây giờ shop sẽ qua mẫu B6 nha. Và B5 sẽ trở về giá 250 mọi người nha. Nhớ là shop chỉ bán trong thời gian sau livestream giá 99.000 mỗi bộ khi chọn hai bộ bất kỳ. Sau livestream sẽ là 250 nên là cố gắng đặt trong cái lúc mà shop đang sau đồ nha. Bây giờ shop sẽ trở qua B6 nha. Và B6 bây giờ B5 sẽ trở về 250 rồi. B6 tiếp tục sẽ sale cho mọi người 99.000 đây mọi người ơi. Người mẫu shop cao bao nhiêu vậy? Chị Lương Hoàng ơi, người mẫu shop cao 1m55 thôi chị ơi. Mẫu bên shop cao 1m55 và nặng 45kg chị Lương Hoàng nha. Dạ em chúc chị Nhân Nguyễn B5 rồi, em thấy địa chỉ của mình luôn rồi nha. Mọi người ơi, đặt hàng mà cho shop đầy đủ thông tin và số điện thoại shop rất là cảm ơn các chị luôn nha. Nói chung là chị nào bạn nào mà đặt hàng mà comment đầy đủ như vậy là em rất là cảm ơn luôn. Mua combo combo là không có túi nha Ngọc Điệp nha. Túi thì em mua riêng lại với giá 99.000 nha. Đó, túi cũng 99.000, còn combo cũng 99.000 nha. Mọi người mua riêng giúp shop nha. Rồi, người mẫu nhiêu ký? Người mẫu là 45kg mọi người nha. Nói chung là đồ bên shop là thời trang ứng dụng nên là nó sẽ rất là ít kén dáng. Chị nào mà dưới 55kg cứ vô tư đặt giúp shop. Thứ hai nữa là không kén tuổi. Các chị chỉ cần biết phối đồ thôi, hoặc là mình mua về không biết phối như thế nào thì cứ inbox shop tư vấn cho mọi người nha. Đồ rất là dễ phối luôn. Đó, hàng đây là hàng thời trang ứng dụng mà, chứ không phải là kiểu như thời trang nó kén dáng hoặc là kén người mặc thì nó sẽ là kiểu khác. Rồi tiếp tục là bộ B6. B6 giới thiệu cho các chị nè Thủy ơi. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua B6 nha mọi người nha. B6 nha mọi người, đây là một chiếc áo thun, một chiếc áo thun đen rất là đẹp nha mọi người nha. Kết hợp với một chiếc yếm nha mọi người ơi. Một chiếc yếm trắng đen phối hợp với một áo đen rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì xin luôn mọi người ơi. B6 nha mọi người nha. Ai thích thú hãy nhanh tay cùng bên nhà mình gặp B6 của em họ nha mọi người nha. Đúng rồi, mã có thể là B6 nha. Cái này trên váy yếm này có cái hàng dạy chờ, cái sọc này dễ thương quá mọi người ơi. Cái sọc này phối với lại cái áo thun trắng là cực kỳ trẻ trung luôn. Cái này dành cho bạn nào, chị nào thích phong cách mà trẻ trung một tí. Giả sử mà mình có lớn tuổi một tí, mình mua cái váy này về mình có thể phối với sơ mi nhìn thì sẽ đứng người hơn. Còn bạn nào trẻ trung, bạn nào teen, bạn nào thích phong cách năng động, mang giày ba tay vào rồi mình mang thêm một đôi vớ, đôi tóc cao cao lên, đúng style hiện nay luôn nha. Bộ này đúng là thời thượng nha các chị và các bạn nha. Rồi B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Shop ơi, ship về Bắc Giang thì bao lâu nhận được? Dạ Bắc Giang là phía Bắc, em là shop em ở Sài Gòn thì ship về khoảng 6 đến 7 ngày chị dâu tay nha. Ship đến 6 đến 7 ngày nha. B3 hồi nãy còn Yến Nhi ấy, comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay tại vì shop chị bán trong cái thời gian livestream nha. Nếu kết thúc live á, nếu tắt live một cái thì chị trở về 250 nên là tranh thủ đặt trong lúc livestream vẫn còn diễn ra nha. Rồi nhanh tay comment Yến Nhi comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Shop thấy cái mã hàng của mình rồi nha. Vậy chị chốt giá B5 bao nhiêu?
Mọi người ơi, nếu các chị và các bạn ơi, mỗi bộ sẽ là, nếu các chị chỉ lấy mỗi bộ một bộ thôi, sau khi livestream kết thúc các chị chỉ lấy một bộ thôi thì giá là 129.000 nha mọi người nha. Còn kết thúc livestream mình lấy được hai bộ bất kỳ, tức là mình chọn được hai mã bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 mỗi bộ các chị nha. Hai mã bất kỳ thì 99.000 mỗi bộ nha. Dạ, Bình Nguyên ok, chúc cho Bình Nguyên B6 ok, mình được hai combo, bộ này đẹp quá các bạn ơi. À, đồ đẹp. À, Yến Nhi ơi, sắp chỉ còn ít mã hàng, em đợi là hết hàng nha Yến Nhi nha, em đợi là sắp hết hàng nha. Và mọi người lưu ý sắp là in sau livestream mọi người đặt thì là 250.000 giúp shop nha, chứ không còn giá 99.000, nên là lưu ý giúp shop nha. Lưu ý giúp shop là chỉ bán trong livestream nha. Ship về ngày mai mấy ngày ngại gì? Về ngay mấy ngày Quảng Ngãi hả Mỹ Lệ ơi? Quảng Ngãi thì 4 đến 5 ngày á em ơi. Quảng Ngãi thì 4-5 ngày nha. Sắp báo số ký vừa luôn. Dạ ok chị Mưa Lớn nha. Cái bộ này thì cũng dưới 55kg nha. Cái áo thật ra là dưới 60kg, từ 60kg cũng mặc được. Nhưng mà cái váy này thì mình dưới 55kg đi, mình mặc cho đẹp nha. Dưới 55kg mình mặc sẽ thoải mái hơn nha. Ship Hà Nội lâu không? Ship Hà Nội thì chắc là 4 đến 6 ngày nha Trang Hana nha. Ship Hà Nội 4 đến 6 ngày nha, sắp là gửi rồi nha. Giờ mới làm về, hello mít ước nha. Rồi B6 chúc cho Leon Việt Anh, B6 ok Leon Việt Anh nha. Đây là bộ thứ hai của mình rồi nha. Chúc cho chị Orodo, ok chị Orodo nha. Mình comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị nào comment đặt hàng thì comment giúp shop là B6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, không có trễ đâu mít ước ơi. Nói chung là vào lúc nào thì mình xem lúc đó nha mọi người, không có trễ đâu, yên tâm nha. Rồi B6 ai còn muốn lấy B6 nữa comment giúp shop nha. Bộ này quá xuất sắc luôn á. Bộ này nhìn rất là hay, nhìn tin tin, nhìn dễ thương sao á. Nói chung là chị nào quý vị mình có em gái hay như là có bạn nhưng mà theo cái phong cách tin tin đó thì mình có thể gọi là gợi ý cho các bạn đó theo cái style như thế này cũng rất là xinh nha. Lâu lâu mình thay đổi phong cách chứ không phải lúc nào mình cũng đầm tiểu thư, lúc nào mình cũng bánh bèo, thì lâu lâu mình chọn một tí cá tính nè, rồi mình phối đồ nhìn nó lạ mắt á thì rất là hay luôn đó. Nó làm cho mình mỗi ngày mình tươi mới thì sẽ tạo cảm giác là gọi là gì ta, tươi trẻ, gọi là sẽ tạo cái sự sinh động mỗi ngày. Nói chung mỗi ngày là phải một màu khác, mỗi ngày phải là một phong cách khác đó, chứ đừng có một màu nha mọi người nha. Đó, nếu mà muốn mỗi phong cách khác nhau thì cứ vào xem livestream của Xin Shop hàng ngày thì sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều style, rất là nhiều phong cách trong một buổi livestream nha mọi người nha. Rồi chúc cho chị Hương Hoa B6 luôn nha. Ok chị Hương Hoa comment địa chỉ giúp em nha. Sắp ở Sài Gòn mọi người nha, sắp ở Sài Gòn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua B7 nha. B7 quá xuất sắc luôn nha. B7 shop còn rất là ít nha các chị, tranh thủ đặt hàng nha. B7 còn rất là ít nha. B7 sẽ được lên trong đây, à, mọi người ngắm được rồi. Lên trong mấy giây nữa. Mọi người đang nhìn nha. Mọi người xem được rồi. Giây. À, và các chị và các bạn ơi, mình tiếp đến với một cái mã được rất là xinh các chị và các bạn nha. Và mã B7 là sự kết hợp của một chiếc áo ren, ren lưỡi rất là xinh luôn các chị và các bạn ơi. Và ren lưỡi và đi kèm với đó là một cái chân vẫy bò đan dây rất là đẹp mọi người ơi. Chân vẫy bò đan dây rất là xinh luôn. Và nguyên một combo bao gồm áo ren lưỡi và một cái vẫy bò đan dây. Nguyên một combo như vậy chỉ có giá từ 250.000, còn có giá là 99.000 nha. Và giá này chỉ áp dụng khi mọi người mua hai combo bất kỳ trong live. Và các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nếu chỉ chốt một combo chờ trong live này khi kết thúc live thì sẽ có giá là 129.000 ạ. Và các chị nào và các bạn nào chốt thì nhanh tay comment cho em mã là B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Mã này thì dành cho các chị và các bạn nào dưới 55kg ạ. Và mình đặt comment giúp em B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Túi có màu đen không sóc Phạm Thị Ngọc Việt ơi, à túi bên mình có màu đen nha em, một xíu nữa chị sẽ xô màu đen cho em xem nha. Trinh ơi, bà sao được túi có màu đen mà có màu đen kẹp có treo vào đây không? Không, để xíu nữa tôi lấy, xíu nữa chị sẽ lấy cho em xem nha. 42kg mình mặc bao vừa nha, viên kẹo ngọt ngào ơi. Dưới 55kg là bên em bao vừa cho mình, túi chỉ có 99.000 thôi các chị và các bạn ơi. À Thu Hoàng, mình chốt cho Thu Hoàng. Thu Hoàng ơi cho mình địa chỉ nha. Bamboo cho mình địa chỉ nè. Rồi Nguyễn Gia Huy, mình chốt cho Nguyễn Gia Huy. Nguyễn Gia Huy cho mình địa chỉ nha. Rồi Mỹ Lệ, chị Mỹ Lệ, em chốt cho chị Mỹ Lệ nha. Túi chỉ có 99.000 thôi các chị và các bạn, chốt thì mình tranh thủ chốt nha. Túi này rất xinh các chị và các bạn ơi. Đây ở phía trong đây, đơn giản cực kỳ xinh nha. Túi này mình rất là ấn tượng, đi đâu cũng được hết các chị và các bạn nha. Nón có bán không? Dạ nón em đang đổi có giá 120.000 thôi ạ. Đây là mũ nồi ạ, rất là xinh. Còn nếu mà các chị hỏi về mũ trên này thì 99.000 đồng giá ạ. 99.000 đồng giá của mình ạ. Rồi xong chưa?
mọi người ơi, nhanh tay comment là B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Bây giờ sắp sắp chuyển qua B8 rồi mọi người ơi, tranh thủ đặt hàng nha. Cái này mặc lát hai kiểu nữa nha, lát sư vinh lời thả thả nha. Ok, B7 và kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Bộ này xuất sắc quá mọi người. Cái áo mặc kiểu form chảy vai như thế này, nó nhìn nó vừa tiểu thư nè mà nó vừa rất là sang chảnh nữa. Đó, nói chung có nhiều kiểu lắm. Cái áo này mình có thể sơ vin hoặc là mình thả ra như vậy đều được nha. Mình mang với một chiếc quần đùi cũng được, mình phối một chiếc chân váy ôm cũng được, thậm chí là chân váy tennis cũng được, thậm chí là quần thể dục thể thao cũng được luôn đó. Nói chung là mua đồ bên shop là phối kiểu gì nó cũng trúng hết á. Mọi người yên tâm nha, thời trang ứng dụng là thời trang mặc được rất là nhiều trường hợp, phối được rất là nhiều phong cách nha mọi người nha. Còn mua về không biết phối sao, inbox cho shop, shop tư vấn cho mọi người nha. Đó, váy xếp ly đi. Chờ một tí em nha, váy xếp ly hôm nay còn có một combo váy xếp ly thôi lại. Rồi xong chưa mọi người ơi, B7 nha. Và mọi người lưu giúp shop sau livestream đặt giúp shop với giá 250 nha. Shop chỉ bán cái giá này trong lúc mà livestream đang diễn ra nha. Chị bán giá 99.000 mỗi bộ khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong lúc livestream diễn ra nha. Sau livestream thì mình vui lòng mua với giá 250 giúp shop mọi người nha. Xong chưa mọi người ơi, B7 còn ai muốn sở hữu B7 nó không cầm mang giúp shop là B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B7 là mã của Hân đang mang nha. Rồi B7 kèm số điện thoại 30 giây nên 30 giây các bạn chốt mã này nha. Và các chị và các bạn ơi, em chuẩn bị qua mã khác rồi. Nhanh tay cầm lên B7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em chỉ còn 4 mã nữa thôi để mình chốt hàng nữa thôi mọi người nha. Mình tranh thủ đặt nha. Nón đang đổi có bán không, giá bao nhiêu ạ? À Úc Thủy ơi, nón em đang đổi có giá là 120.000 à. Nón em đang đổi có giá 120.000, có màu đen, màu xám và màu đỏ như em đang đổi nha chị ơi. Chốt nón cần nên cho em nón kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi chốt cho Di Mặc ơi, cho mình địa chỉ. Đây là số thứ hai rồi. Okay, rồi Di Mặc ok, có địa chỉ của Di Mặc nha. Chị có bán thịt không chị? Bên mình không bán thịt nha các chị và các bạn ơi. Chi lên ok, chốt cho Chi lên luôn nha. Rồi, xong chưa mọi người? Bây giờ mình chuyển qua B8 nha. Và chúng ta chỉ còn 4 ngoài hàng nữa các chị và các bạn tranh thủ đặt nha. Nhớ là sau livestream mua giúp shop với giá 250 nha. Nhanh tay đặt trong livestream để được giá rẻ nhất nha mọi người nha. Chỉ trong livestream mới bán giá ưu đãi như thế này để các chị và các bạn gọi là dành thời gian xem livestream thì phải được hưởng quyền lợi nha mọi người nha. Và B8 chuẩn bị lên nha mọi người. B8 chuẩn bị lên trong cái giây nữa, quá xuất sắc luôn. B8 thì mặc được hai kiểu nha. Cái này là làm đầm cũng được, mình làm áo cũng được nha. Mùa hè là mình phải chọn phong cách như thế này nè. B8 nha chị nha. Ai đặt mẫu này thì hãy comment cho em là B8 và số điện thoại nha mọi người nha. Một cái áo như thế này kết hợp với lại một cái chân váy nha mọi người nha. Chân váy quần nha mọi người nha. Chân váy quần ở bên trong có quần nha mọi người nha. Còn tinh đá nha mọi người, rất là đẹp luôn. Cái áo này là mọi người có thể mặc hai kiểu nha mọi người nha. Mọi người có thể xem lại hoặc là có thể thả ra như thế này nha mọi người. Ơi, đặt hàng comment đầy đủ địa chỉ giúp shop nha. B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chơi game chưa sắp chơi rồi em ơi, chơi lúc đầu like rồi. Đây là chúng ta chỉ còn 4 mã hàng cuối cùng, các chị tranh thủ đặt hàng nha. Bộ này rất xuất sắc, áo này đang là hot này mọi người ơi. Áo này rất là đẹp nha, mình mặc mình thả ra vậy cũng được, còn không mình serving rất là đẹp nha. Đó, mình mặc được hai kiểu nha, áo bụi như thế này tranh thủ đặt nha. Chúc các chị Thảo Trần B8, Thảo Trần có địa chỉ số điện thoại chưa? Chị Thảo Trần comment địa chỉ số điện thoại em mới chốt được nha mọi người ơi. Comment đầy đủ B8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị nào đã có địa chỉ rồi thì không cần nha. Rồi chúc các chị dâu tay B8, chị dâu tay đó, dâu tay mặc cái áo này rất là thoải mái nha. Và
vải đẹp lắm, vải mặt mềm mát lắm. Và cái form này, cái form đang là hot hiện nay á, chữ 2 này, áo 2 đang hot hiện nay đây. Rồi chút cho ai nữa đây, nhanh tay thì các chị ơi. Một bộ bao nhiêu? Dạ, nếu mình lấy một bộ thôi thì là 129.000. Còn kết thúc live mình chọn hai bộ bất kỳ trong livestream thì giá mỗi bộ là 99.000 các chị nha. Nhớ là cố gắng chọn hai bộ bất kỳ thì giá mỗi bộ là 99.000 nha. Tranh thủ đặt hàng được hai bộ thì giá rất là rẻ luôn. Rồi viên kẹo ngọt ngào 42kg mặt có vừa size không? Dạ 42kg là quá đẹp luôn rồi. Bé mẫu chỉ có 45kg mọi người nha. Và nếu mà các chị nào dưới 55kg thì cứ vô tư đặt nha. 42kg là đặt bao đẹp nha chị nha. Váy 55kg chắc không vừa. Dạ vừa chị ơi, chị hên muốn mắc váy này vừa nha. Cái quần, đây là quần váy nha mọi người nè. Đây là quần mọi người nha. Cái này là quần váy. Hàng này, hàng nè, mọi người thấy đính cường nữa. Không có đâu mà bán cho mọi người giá mà một cái váy và cái áo như này mà 99.000. Nó thiệt là chỉ có siêu shop mới dám chơi như thế này thôi. Đó, đây là các chị tranh thủ đặt nha. 55kg nếu mà co giãn như vậy thì vẫn vừa chị. Chị cao mét hơn 4 mắt, chị cao mét nhiêu vậy ta? Út Thủy, dạ em chúc cho chị Út Thủy lấy nón. Ok chị Út Thủy nha. Rồi em chúc chị Út Thủy lấy nón nha. Dạ ok chị Thảo Trân, comment địa chị luôn giúp shop nha. Cầm đây màu. Màu đó đó. Màu. Rồi chị Thảo Trân comment địa chị giúp em nha. Kiểu nó sao cho coi rõ ơi. À kiểu nó sao hả? À cái quần váy này chị ơi. Đây, quần váy như thế này nè. Đó, đây thứ nhất là quần váy nha. Đây, quần váy nha. Và dưới 55kg vô tư đặt cho em nha. Thứ hai là cái áo nè. Sewing ở thả ra luôn em. Đây là cái áo, cái form áo này, cái áo này đang là hot nè em ơi. À, đang hot, cái áo này đang hot đó. Chị nào chưa có thì sở hữu liền đi. Đó, và các chị này, các chị nào mà mua hỏi thử giá thị trường cái áo này bao nhiêu, giá của cái áo này là 180.000 mọi người nha. Em báo giá thị trường mọi người nha. Áo này giá là 180.000. Nhưng mà bây giờ em bán combo này 99.000, đến với siêu shop là chỉ có sốc, đến sốc thôi. Sốc lắm mọi người. Chúc với chị Hiếu Trương B8 ok, em cảm ơn chị Hiếu Trương nha. Em thấy địa chỉ rất rõ ràng của chị. Chúc với chị Chân Ngắn B8 ok, chị Chân Ngắn em thấy địa chỉ rất là rõ ràng nha. Cao mét 50-53kg, chị hơi muốn mắt vừa chị nha. Chị hơi muốn mắt vừa chị ơi, bộ này thoải mái cho chị á. Tại vì cái áo thun á, nó form rộng á. Cái này mùa hè mình mặc đi chơi, đi biển rất là tuyệt vời luôn. Còn không mình mặc tại nhà cũng mát nữa. Cái vải nó rất là mát là thứ nhất. Thứ hai là cái phong cách nó nhìn nó bụi bụi một tí, nó kiểu nó cá tính, nó phá cách một tí. Thì mình trong tủ đồ của mình nên xuất hiện cái kiểu áo như thế này. Chứ mình đừng có lúc nào cũng áo phong có tay rồi quần dài thì nó hơi bị nhàm chán một tí. Nên thay đổi mình một tí mọi người nha, các chị và các bạn nha. Thay đổi một tí bằng một phong cách như thế này nha. Chúc các chị Triệu Hương B8 ok, cảm ơn chị nha. Rồi B8 sẽ được qua mẫu trong 10 giây cuối cùng. Nhanh tay đặt hàng mang mọi người nha. Chúc các chị hên bốn mắt B8 ok chị nha. Rồi B8 sẽ được qua mẫu trong 5 giây. Rồi nó lòi ra luôn rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, B8 là một mẫu bao gồm sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi trắng sọc đen và đi kèm với đó là một chân váy. Dạ. B9. B9 là sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi trắng sọc đen và đi kèm với đó là một cái chân váy tằng rất là xinh các chị và các bạn nha. Chân váy này là quần giả chân váy. Quần giả chân váy này các chị và các bạn yên tâm khi mặc nha. Và nguyên một combo này sẽ dành cho các chị và các bạn nào dưới 55kg luôn ạ. Và nếu các chị và các bạn nào chốt combo này thì chỉ có giá 99.000. Và nhớ là các chị và các bạn phải chốt hai combo bất kỳ trong live để có giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Nếu kết thúc live chị lấy một bộ thì giá là 129.000. Đúng rồi nha. Kết thúc nếu live mình chỉ live chọn một bộ giá là 129.000 nha. Mọi người ơi, dù là sao mọi người shop sẽ ngày nào đi hàng ngày đó nha. Và cứ chọn đủ hai bộ bất kỳ thì shop sẽ gửi hàng liền. Và nếu mình chọn một bộ thì giá là 129.000 nha. Chứ shop không có giữ đơn từ ngày này qua ngày khác mọi người nha. Shop không có dùng từ ngày hôm nay qua ngày mai hay ngày mai qua ngày mốt. Shop sẽ đi trong ngày luôn. Mọi người đặt hàng là nhớ là nhiệt tình giúp shop, comment số điện thoại địa chỉ liền giúp shop. B9 nhanh tay mọi người, bộ này quá đẹp. Nói thiệt là bộ này là siêu dễ thương luôn. Cái áo thì form rộng, cái form suông như thế này là không bao giờ lỗi mốt. Thứ hai nữa là họa tiết sọc như thế này thì dù mình có mặc 10 năm sau mình mặc vẫn được luôn. Tại vì cái thời trang sọc á, nó đã có từ cái thập niên nào đến nào rồi mà bây giờ nó vẫn còn hot. Họa tiết sọc là mọi người yên tâm nha. Dạ chúc cho chị Phương Hoa áo cưới. Chị Phương Hoa B8 ok em chốt rồi nha. Chúc cho chị Phan Thanh Tâm B9 ok, chị Phan Thanh Tâm comment số hoặc có chưa? Ok chị Phan Thanh Tâm, đây là mã thứ hai của chị em thấy rồi nha. Áo này có màu đỏ không? Không có màu đỏ nha, như chibi nha. Dạ chúc với chị Lương Hoàng B9 ok, chị Lương Hoàng đây là mã thứ hai của chị nha. Ủa? Đâu đâu hả? Lộn. Chị Lương Hoàng ơi, chị Lương Hoàng cho em địa chỉ à. Các chị và các bạn nào mới lần đầu chúc em thì chúc cho giúp em địa chỉ nha mọi người để em gửi hàng được nhanh hơn à. Đúng rồi. Rồi. Chị Phan Thanh Tâm, em chúc cho chị Phan Thanh Tâm ạ. Lấy dùng đơn. Không, các chị là dùng đơn là đủ hàng nha. Ok chị Phan Thanh Tâm ạ. Tuổi đang xài 99 đúng
rồi chị Ngọc Ngọc ơi, 99.000 thôi các chị ơi, mà túi rất là dễ mang các chị nha. Mình chung... đi đồ công sở cũng được nè, mình đi chơi đi đâu cũng tiện hết các chị nha. Đúng rồi. Nói chung là chị nào mà đặt hàng bị xem live bên shop một ngày là các chị sẽ bị ghiền thôi. Em đảm bảo các chị sẽ ghiền, tại vì ngày nay em có lên hàng mới là thứ nhất. Thứ hai nữa, sẽ không có nơi nào mà bán giá sốc và sốc đến tận nóc như siêu shop. Tại vì em bán hàng đẹp nè, mà giá lại rất là sốc nữa. Giá thì có 99.000. Rồi, em chốt tiếp đây các chị ơi, em chốt cho chị Hương Nguyễn. Mờ hả? Bị mờ hả? Em chốt cho chị Hương Nguyễn à. Rồi, Úc Thủy ship bình công bao nhiêu vậy shop? Dạ, em tiếp theo đường bưu điện là mình chỉ có giá 20-25.000 trong nội thành thôi chị nhé. Úc Thủy ơi, ship Bình Tân là 25 hoặc 30 ngàn nha, tùy số lượng mình lấy nha. Ship Bình Tân là 25 hoặc 30 nha. Chân ngắn B9 có trên váy màu khác không? Dạ các chị ơi, em sẽ không có trên váy màu khác nha. Mỗi bộ là duy nhất một màu, độc quyền một màu. Tại vì hàng sắp phối lên là tức là nó đã rất là gọi là tin tưởng, hãy tin tưởng cái gu của shop nha. Ship vô phối vào như vậy là gọi là quá tuyệt vời, là một chiếc váy đỏ và đi với một chiếc áo trắng thì quá tuyệt đúng không? Nó đúng cái style của mình nha. Nên là mọi người nếu mà muốn về màu khác á, mình mua về mọi người phối riêng cũng được. Áo trắng này mọi người phối với trên váy khác nè, váy đỏ này mọi người phối trên váy khác cũng được nha. Còn shop không có màu khác nha. Dạ tiếp tục chốt đây, chúc cho chị Hương Nguyễn B9 nha. Em ghiền rồi đó, thấy chưa? Yến gì đã ghiền đó. Nói chung chị nào coi live của shop một ngày sẽ bị ghiền thôi, em nói thiệt. Trần Ngọc Minh Thư, chị có mít cho em chân váy này về áo vừa qua được không? Mọi người sắp không có mít qua mít lại mọi người ơi. Các chị và các bạn ơi, mình hài lòng với cái set này thì mình đặt set này. Đúng rồi. Tại vì mình mít qua mít lại thì rất là lộn đơn của mấy bạn khác nữa. Đúng rồi. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Sẽ rất là dễ lộn đơn cho các chị nên là mình đặt bộ nào mình thích nha. Dạ em chốt cho chị mờ mờ hả? Sao mấy em đây ta? Dạ em chốt cho chị mờ mờ. Dạ. Ok chị mờ mờ ơi. Chị mờ mờ ơi, cho em số điện thoại và địa chỉ của mình nè. Đúng rồi. Chị bị ấn comment nên là bây giờ em mới thấy được. Nói chung là em phải check bằng hai cái máy em mới thấy được comment của mọi người á, nên là chị nào mà chưa sắp chưa đọc tên thì nhớ cứ comment giúp sắp số điện thoại địa chỉ nha. Em đổi được không? Chị mờ mờ ơi, chị chắc chắn giúp em, tại vì em giữ hàng cho mình rồi là em không chốt cho mấy chị khác nữa. Các em chị đủ số lượng là em không chốt nữa, nên là chị mờ mờ chắc chắn giúp em nha. Và các chị các bạn là lưu giúp sắp nha, mình đặt hàng hãy là người những chị và những bạn đặt hàng thật văn minh nha. Mình chốt cái bộ nào là mình ok, mình không hủy nha. Chứ như chị đặt xong 10 bộ xong lấy một bộ, trời ơi tội cực tụi em lắm. Tại vì em đã giữ hàng, tức là chốt đúng số lượng đó và không bán nữa. Nên là khi các chị hủy như vậy thì rất là khó, tại vì còn 1-2 bộ thì rất là khó bán. Nên là các chị tranh thủ đặt hàng và chốt chắc chắn giúp em mọi người nha. Ok MM B5 và B9 nha. Rồi em chúc các chị Quỳnh Nga B8, ok chị Quỳnh Nga comment địa chỉ giúp em nha. Nào B9 53kg comment B9 hả? B9 cái này hả? Còn mét áo thì vừa rồi, chị hên bốn mắt. Rồi chị B9, em sẽ nốt cho chị B9 nha. Sau đó em sẽ đo lại cái váy như thế này để coi mình vừa xong. Em sẽ chốt em sẽ nốt cho chị hên bốn mắt B9 trước nha. Rồi em chốt cho chị Nhân Nguyện 54kg vừa không? 54kg hả? Cái này áo thì vừa rồi. Còn trên váy này không, chiếc váy này vừa 54kg vô tư nè. Nè chị thấy cái độ rộng của nó không? Cái độ co giãn của nó nè. Nói chung váy bên shop đa số là hàng co giãn ấy, hàng rất là dễ mặc. 54kg ha. Chị Nhân Nguyễn nãy có nói là 1m55-56. Chị Nhân Nguyễn ơi, cao 1m mấy chị ơi? Chị Nhân Nguyễn ơi, mình cao 1m mấy để em chốt chính xác hơn à. Chị hên bốn mắt. Và chị hên bốn mắt là 1m50-54kg. Là vừa không? 53kg. Nói chung là mọi người cứ đặt hàng, nếu mà bộ nào vừa thì em mới gửi nha, mọi người cứ yên tâm nha. Vừa thì em mới gửi chứ không có thể mà gửi đi rồi không có vừa sao người ta mặc đúng không? Ừ, cái đặt hàng là ví dụ khi mà sắp xác nhận lại cho mọi người á, khi mà sắp sẽ còn một bước nữa đó là gọi điện và xác nhận mẫu hàng với mọi người, với các chị và các bạn. Nên là sắp sẽ hỏi lại số ký của mọi người và sắp cũng đo lại hàng kỹ càng, nếu mà vừa thì sắp sẽ gửi, còn cái bộ nào mà không vừa thì sắp sẽ loại ra nha. Để mà mình mua hàng mình mặc được, thời gian là thời gian ứng dụng mà, mọi người yên tâm nha. Có set tennis không shop? Đây là set quần á. Eo em 78. Dạ ok, hình bên mắt, bốn mắt eo 78 thì được. Cái này eo 78 được. Dạ ok, mét 59 là mét 6 rồi, được dạ, Nhân Nguyễn. Dạ vô shop luôn, vô shop luôn chị Nhân Nguyễn ơi. Mét 59 dạ, được. Dạ chị hên bốn mắt, em chốt kệ, em chốt với chị hên bốn mắt luôn nha. 40kg. Chị hên bốn mắt eo em 78. Ừ, ý là Nhân Nguyễn mét 59 cũng ok. À ok, chị hên bốn mắt và ok chị Nhân Nguyễn nha, em chốt cho hai chị luôn à. Chị Kim Lụa Lê 40kg, 1m55, bao vừa luôn. Chị Lụa Lê ơi, thân cao 1m55 và thân tới 45kg, mình vẫn vừa nha mọi người ơi. Chị Nhân Nguyễn comment là giúp sắp là B mấy vậy? B9 nha, chị Nhân Nguyễn comment giúp sắp B9 để hệ thống ghi nhận nha. Các chị phải comment đúng cú pháp, có là tức là có B9 thì hệ thống mới ghi nhận được các chị nha. Rồi 40kg, 1m55 là vô tư vừa chị Kim Lụa Lê nha.
Nói chung là bé mẫu là 1m55, bé mẫu nặng 45kg. Và cái set đồ như thế này thì chỉ có cái khung ký từ 40 đến 55kg là vô tư đặt nha. Tại vì hàng bên shop là hàng co giãn nên nó rất là dễ mặc. Thứ hai nữa là đây là cái form free size, form may theo cái phong cách là thường gasmi nó sẽ form suông như thế này nè, nên là không kén dáng. Đó, cái chân váy thì sẽ may cái lưng đó, nó thoải mái co giãn để các chị dễ mặc nha. Rồi ok, chị Nhân Nguyễn B9 nha, hai bộ. Tôi Nhung ơi, tức là mỗi bộ nếu chị chọn được hai bộ trở lên thì mỗi bộ là 99.000 nha. Còn kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thì giá bộ đó là 129.000 nha. Kết thúc live mình lấy một bộ là 129.000. Còn kết thúc live mình chọn được hai bộ trở lên thì giá là 99.000 mỗi bộ. Tức là mình mua hai bộ là 99 nhân 2 nha. Mọi người đừng có hiểu lầm là 99.000 hai bộ thì chắc chết luôn. Không, mọi người nghĩ thời trang ở đâu mà ra 99.000 hai bộ, chắc chỉ có thể là hàng nát thôi. Hàng nát thôi, hàng tức là hàng nó không có đẹp thì người ta mới bán giá đó thôi. Đó, 99.000 là cái giá mà gọi là cái giá phải gọi là giá xưởng, giá phải cực kỳ sốc thì giá sốc mới bán được giá 99.000 mỗi bộ mọi người nha. Rồi bây giờ mình chuyển mẫu đây. B10 sẽ được lên mọi người nha. Dạ ok, em chúc cho chị kim lụa lê ok nha. Mọi người một bộ nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Còn kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ giá là 99.000 mỗi bộ. Áo dài tới đâu vậy? Dạ áo dài nửa mông chị ơi. Áo mờ mờ ơi, áo dài nửa mông nha. Nó dài qua nửa cỡ nửa mông á. Chị mờ mờ cho em địa chỉ, chị mờ mờ chưa có địa chỉ nha. Ok, chị kim lụa lê sắp thấy số điện thoại của mình rồi nha. Chị mờ mờ chưa có địa chỉ nha, chị Nhân Nguyễn có địa chỉ chưa? Dạ ok rồi, em cảm ơn nha. À ok, sắp chị Tô Nhung ơi, sắp có ghi rõ á, 99.000 một bộ trên một bộ nếu chọn hai bộ bất kỳ á, còn 129.000 nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ. Mọi người sắp ghi rất là kỹ nên là các chị yên tâm nha. Em sẽ giải thích rõ lên, nếu các chị chưa hiểu thì cứ comment em sẽ giải thích rõ nha, không sao nha. Đây tennis đây các chị ơi, tennis đây, ai thích phong cách tennis nữ sinh đây, nữ sinh Hàn Quốc, nữ sinh Nhật Bản, đó là sự hiện thân của cái bộ đồ này nè. Đó, phong cách là kiểu nữ sinh một tí, kiểu trẻ trung một tí, năng động một tí đó, năng động một tí. Cái này mà mình mang với một đôi vớ cao, mình phối hợp một đôi giày bata nữa thì quá tuyệt vời nha. Một đôi giày bata nè, hoặc là mình thích đó thì mình mang guốc cao cũng được, rất là đẹp nha. B10 là mã của bộ sản phẩm này, nhanh tay chọn B10 nha. Và em chỉ còn 4-3 mã hàng cuối cùng, các chị tranh thủ đặt hàng nha. Người ta ghi vậy mà không rõ nữa chị em. Cảm ơn chị Hương hơi bốn mắt nha. Dạ, chúc cho chị viên kẹo ngọt ngào B10. Không sao đâu chị ơi, nói chung là chị nào chưa hiểu gì thì cứ comment. Tụi em sẽ giải thích, tụi em nhiệm vụ của tụi em ngồi đây là giải thích cho các chị rõ về giá tiền cũng như là về áo quần, style. Rồi nói chung hỏi cái gì cũng được á chị, không sao đâu, không sao đâu, mình đừng có ngại hỏi là được. Rồi B10 là mã của bộ sản phẩm Thủy đang mang nha. B10 là sự phối hợp của một chiếc áo nữ sinh như thế này, mình phối hợp một chiếc chân váy có hai viền ở dưới, nhìn rất là năng động nè, trẻ trung nè, sành điệu nè. Và đặc biệt là những cái bộ như thế này phối rất là nhiều phong cách nha. Áo trắng này mình mua về mình phối, nếu mình muốn đứng tuổi hơn một tí mình phối với chân váy ôm body nè, đó là ra phong cách khác nè. Còn cái chân váy tennis này mình có thể phối với áo phông cũng được đó. Áo phông mà đi với tennis thì đúng là gọi là một cái phong cách mà muôn đời là hot đó, mãi mãi hot, không bao giờ mà lỗi mốt với phong cách tennis như thế này hết. Rồi bộ này mọi người ơi, sắp còn 3 mã cuối nha, mọi người tranh thủ đặt hàng nha. Dạ em chúc cho chị Hà My B10 ok, Hà My comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị viên kẹo ngọt ngào B10 ok, chị viên kẹo ngọt ngào nha. Bộ có sơ mi kèm thun trễ vai không chị? Sơ mi kèm thun trễ vai là mẫu gì nhỉ Mỹ Lệ nhỉ? Áo trễ vai hả? Trễ vai nãy sắp có lên mấy bộ mà em. Nói chung là từ đây cuối sẽ còn những siêu phẩm, nói chung là các chị cứ xem nha, cứ đón xem nha. Em cũng sẽ không bật mí đâu, cho các chị ngồi chờ thôi, cho các chị ngồi đón xem cho nó hấp dẫn nha. Và tiếp tục sẽ là một siêu phẩm, đó là một cái phong cách giữa gọi là gì ta, cô bé mùa hè hả? Cô bé mùa hè Hưng Hưng à, sẽ lên một cô bé mùa hè Hưng Hưng phối hợp theo cái phong cách là tiểu thư nha. Mã tiếp theo sẽ là phong cách tiểu thư mà phía trên nó là khác, nói chung nó lạ là không biết tả sao á. Hân chuẩn bị ra cho mọi người nhìn nè. Qua bộ đi. Ok Đinh Hạnh nha. Có zoom không chị? Trên ngắn ơi, hôm nay thì shop không có lên zoom. Hôm nay thì shop sẽ lên cái combo đồ để mọi người chọn nha. Combo là 99.000 mỗi bộ nếu chọn được hai bộ bất kỳ nha. Còn kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá 129.000 nha. Rồi xong chưa? B10 nhanh tay mọi người ơi, B10 nha. Rồi tiếp tục, bây giờ mình chuyển qua B11 mọi người ơi, ba mã cuối cùng tranh thủ đặt hàng nha. Ba mã cuối cùng trong hôm nay nha. Đây là B10 đẹp không mọi người ơi? Đó.
đó là cô bé không biết cô bé gì, cô bé mùa hè, cô bé Thương Thư, cô bé Sang Chảnh, B11 nhá. Mã này là B11 mọi người nha. B11 là sự phối hợp của tranh váy tinh, tranh váy ren trắng, tranh váy công chúa trắng. Mình đi với một chiếc áo mà body như thế này tạo cảm giác mình vừa thanh lịch nè, mình vừa nhẹ nhàng nè, mình vừa mát mẻ nè. Nói chung là nó rất là, nhìn nó rất là mùa hè, nó đúng với cái style mà mọi người gọi là gì ta, thước tha trên biển, hoặc là mọi người sống ảo ở các cái vùng như là Đà Lạt cũng được nha mọi người nha. Đà Lạt thì mình có thể thay cái áo này bằng một cái áo len, quá xuất sắc luôn nha. Đi Đà Lạt thì cứ mặc bộ này cũng được. Mọi người ở phía miền Bắc thì đi Sapa hoặc là đi cái vùng nó lạnh ấy, còn không là đi cái vùng Tây Bắc á, mặc bộ này là chụp hình sống ảo là siêu dễ thương luôn. Rồi các chị và các bạn ơi, bộ B11 của em là một sự kết hợp của một chiếc áo hai dây cực kỳ xinh, hai dây và có in hình cực kỳ xinh, và đi kèm với đó là một cái chân váy mọi người nha. Hai dây và đi kèm với đó một cái chân váy cực kỳ xinh ạ. Và nguyên một combo này có giá từ 250.000, còn có giá là 99.000 nguyên combo thôi các chị và các bạn ơi. 99.000 nguyên combo áp dụng với các chị và các bạn nào mua hai combo bất kỳ trong line nha. Mua hai combo bất kỳ trong line thì mình sẽ chỉ có giá 99.000 trên mỗi combo ạ. Các chị và các bạn nào chốt combo này thì comment cho em mã B11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, dành cho các chị và các bạn nào dưới 55 kg mọi người nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình tranh thủ chốt luôn mọi người nha. Dạ B11 kèm số điện thoại. Rồi em chốt cho viên kẹo ngọt nha. Em chốt cho Hương Nguyễn 40kg, 1m47, mặc vừa bộ này, bao vừa em nha, chân ngắn chân nha. Nói chung là cái đồ như thế này nó không kén dáng các chị ơi. Thứ nhất là cái áo là cái form vải, vải gân, vải thun gân á, nó co giãn rất là tốt. Thứ hai nữa cái chân vải này là lưng thun, và cái form của nó là form dài qua gối, nên là cái bộ này không bao giờ kén dáng luôn. Mình có 60kg mặc vẫn được bộ này mọi người nha. 40kg mặc cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là càng ốm thì mặc càng đẹp mọi người ơi. Càng ốm thì mặc cái bộ này nó càng thanh thoát. Đó, rất là đẹp nha. Chân ngắn nha, B2 là xanh với trắng đúng không chị? Đúng rồi em, đúng rồi đấy Nhi nha. Rồi hai mã cuối cùng sắp được lên, các chị tranh thủ đặt hàng nha. Đây là B11. Ok, chị Hương Nguyễn và chị Nguyên Kẹo Ngọt Ngài em chốt rồi nha. Rồi chốt thêm cho chị Cao Tình. Ok, chị Cao Tình nha. Chị Cao Tình comment địa chỉ giúp sắp nha. Chị nào mà lỡ mình vào giờ mình mới vào xem live á thì các chị cứ đặt hàng, sau live stream thì em sẽ vẫn ưu tiên cho mọi người xem lại live nha. Tức là mọi người có đặt một bộ trong live, xong mọi người muốn còn nhu cầu là xem lại, tại những cái bộ phía đầu chị không có xem được á thì sau livestream mọi người tắt á, mọi người xem lại lúc đầu cũng được nha. Thì sắp sẽ vẫn tính cho mọi người là mua được hai bộ bất kỳ để được giá 99.000 mỗi bộ nha. Và nói thật với mọi người, đây là cái giá, là cái giá siêu sỉ bên shop rồi á. Tại vì shop là shop sẽ có bán cả sỉ và lẻ. Và khi mà trên livestream thì shop bán cái giá siêu sỉ luôn, chứ không phải là giá sỉ nữa, rất là sỉ luôn. Rất là rẻ, nói thật, giá cực kỳ rẻ. Mọi người nhiều khi là các chị gọi điện cho các chị cũng, chị cũng không có tin, các chị nói là ủa hàng gì mà sao bán có 99.000 vậy em, có đẹp không? Thì đó nhiều chị cũng hỏi như vậy. Thì đó shop sẽ giải thích cho các chị đó, hàng đẹp và vải cũng đẹp, mà form thì các chị thấy rồi, em đang show người thật, việc thật cho các chị, không phải là show, không phải là lấy mấy cái hình ảo ảo trên mạng rồi đăng rồi bán, đúng không các chị ạ? Em đang show hình rất là thật, người rất là thật, dáng rất là phổ biến với các chị, nên là đặt hàng bên shop là hoàn toàn yên tâm các chị nha. Và đương nhiên em sẽ bảo hành là cái chuyện là hàng lỗi là em đương nhiên em thay đổi cho mọi người nha. Hàng lỗi là đương nhiên shop phải đổi cho mọi người, yên tâm nha. Rồi xong chưa, chúc cho chị mưa lớn bên 11. Đúng rồi, chị mưa lớn dáng người của chị mặc được bộ này nha. Có những chị mà đặt hàng rất là nhiều lần bên em nhớ cái số ký của chị, nhớ cái chiều cao của mình luôn á. Có chân váy dài không cho em xem, chân váy dài là sao em ơi? Quý vị ơi, đây là chân váy dài này nha. Và sắp chỉ còn 3 mã, 2 mã cuối cùng, tranh thủ đặt hàng các chị ơi, tranh thủ đặt hàng nha. Chị nào vào trễ thì cứ chọn đi, sau livestream mình có thể xem lại những cái bộ phía đầu. Và nếu mình ưng thì mình chụp lại mình inbox cho shop thì vẫn được tính giá của hai bộ bất kỳ nha. 60kg vừa, đúng rồi, mưa lớn ơi, chị mưa lớn ơi, bộ này 60kg vừa nha. Tại vì áo thun này nó co giãn rất là tốt, váy này thì vô tư rồi. Rồi xong chưa mọi người, xong chưa? Bây giờ mình sẽ chắc phải giảm cân thôi, đồ đẹp mà béo quá. Đúng rồi bà, giảm cân đi bà ơi, giảm cân mặc đồ cho đẹp mọi người ơi. Nói chung là con gái thì mình giảm cân không một tí cũng không sao đâu, cố gắng giảm cân nha chị nha. Rồi xong chưa, bây giờ chúng ta đến với bộ B12 mọi người ơi. B12 nha, B12 sẽ được lên và siêu phẩm, mọi người chờ đón siêu phẩm tiếp theo nha. Shop sẽ lên tiếp tục 3 bộ thôi, cho mọi người 3 bộ nữa đi. Và shop sẽ hết chương trình livestream, shop sẽ hết chương trình sale trong livestream nha mọi người nha. Rồi B12 giới thiệu cho các chị nghe nha. B12 nha các chị và các bạn ơi, B12 nha. Đây là một chiếc áo sơ mi nha mọi người, một chiếc áo sơ mi cổ V nha mọi người nha, và kết hợp với lại
Rồi các chị các bạn ơi, nhanh tay comment thì chị giúp Sáp nha. Sáp 2 bộ cuối cùng nữa sẽ được lên nha các chị nha. 2 mẫu cuối cùng nữa nha. Ship nội thành Gò Vấp bao lâu vậy Sáp? Dạ chị mơ mơ ơi, ship nội thành Sài Gòn chỉ có 1-2 ngày thôi nha. Sài Gòn 1-2 ngày là mình nhận được hàng rồi nha. Tí có like không? Rồi mọi người ơi, một tí nữa thì Sáp sẽ còn một like ngắn nữa nha mọi người nha. Sau livestream này kết thúc thì 10 phút sau á thì Sáp sẽ còn một like ngắn nữa. Thì mọi người ai mà chưa có chọn được bộ nào thì tranh thủ vào xem mọi người nha. Tí nữa Sáp sẽ còn một like ngắn nữa để phục vụ các chị nha. Ok Ngọc Điệp nha, Sáp cảm ơn Ngọc Điệp nha. Sáp thấy rồi. Dạ chị Hoàng Tiến B12, ok Sáp thấy rồi nha. B11 và B12 Sáp thấy rồi nha. Ok chị Cao Tình, ok chị Cao Tình nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Còn ai muốn sở hữu B12 quả xinh này nữa thì comment nha. Sáp chuẩn bị lên 2 bộ cuối cùng các chị và các bạn ơi. 2 bộ cuối cùng sẽ được lên trong hôm nay nha. Hàng là càng về sau là càng đẹp. Và nếu mà chị nào chưa chọn bộ nào thì nhớ là một tí nữa mình xem một cái like ngắn nữa ở phía sau nha. Một cái like 30 phút nữa. Đó là một tí nữa có một cái like cuối cùng trong ngày hôm nay. Và chị nào mới vào trễ thì cứ đặt hàng. Sau livestream thì các chị cũng được quyền xem lại livestream rồi mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được nha. Cứ hai bộ bất kỳ thì 99.000 mỗi bộ. Còn mình chỉ lấy một bộ thôi là 129.000 nha. Bây giờ Sáp sẽ qua mẫu nha. Và hai mẫu cuối cùng được lên đây mọi người ơi. Hai mẫu cuối cùng nha. Đó, đây là mẫu kề cuối cùng đây. Chờ hai mẫu cuối cùng lên luôn cho mọi người chọn nha. Đó, váy này quá đẹp. Trời ơi, cái hàng này hôm bây giờ cái lô hàng này á, về toàn vải đẹp không mọi người, không biết phải tả như thế nào luôn. Rồi mọi người xem qua trực tiếp là mọi người thấy nó cái form nó đẹp như thế nào đúng không? Sáp sẽ mô tả cái chất vải khi mà mặc trên người nha. Cái vải này nó mềm mà nó mát sao đâu luôn, nó mềm nó mát là thứ nhất. Thứ hai là thấm hút mồ hôi nè. Thứ ba nữa là nó tạo cái cảm giác là mình mặc như là mình mặc nhưng mà không mặc á mọi người. Cảm giác mặc đồ mà không mặc á. Những mặc những cái vải như vậy nói chung mình mặc đồ là phải thoải mái. Chứ nhiều khi là mình ráng mình mặc thật là đẹp nhưng mà không có thoải mái thì nó cũng không có mình những cái bộ đồ đó cũng không có được ứng dụng nhiều. Mà thời gian của Sáp là thời gian ứng dụng, mặc đồ là phải thoải mái. Thứ hai nữa là phải đẹp. Đó, thứ ba nữa là cực kỳ sắp rất là giá rẻ nữa. Mọi người thấy không? Đó, thì hồi tụ đủ rất là nhiều yếu tố khi mà đến với buổi livestream của Siêu Shop mọi người nha. Rồi mã này là B13, B13 nha, mình giới thiệu cho các chị nha. B13 bao gồm một chiếc áo sơ mi rất là xinh mọi người nha. Sơ mi và trắng sọc xanh. Và ở sau mình có một cái khoen lưng. Và ở cổ là cổ chữ V các chị và các bạn nha. Đi kèm với đó là một cái chân váy đen dây à, màu đỏ rất là xinh à. Nguyên một combo như vậy bao gồm áo sơ mi, chân váy. Mình có giá chỉ từ 250.000. Bây giờ shop bán với giá 99.000. Và các chị và các bạn ơi, 99.000 mình áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live thì mỗi combo 99.000. Còn nếu kết thúc một live, kết thúc một cái live này mà các chị các bạn chốt riêng nhất một combo thì sẽ có giá 129.000 à. Và các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt liền mã của B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Ok, điện thoại cho chị ạ. Em tranh thủ em đặt bộ này em đặt nha, chứ không là sau live chị bán 250 đó em ơi. Sau live là 250 em nha. Rồi tranh thủ đặt trong lúc livestream đang diễn ra mọi người nha. Ý Nhi nhanh tay lấy B13 này nha, B13 quá xuất sắc luôn nha. Ok, Cao Tình nha, chị Cao Tình B13 nha. Hoàng Tiến dạ ok, Hoàng Tiến đây là bộ thứ hai của mình nha. Em chúc cho chị Kim Lụa Lê thêm B13 nha. Bộ này gần cuối rồi các chị ơi, nhanh thủ đặt nha. Quá xuất sắc nha. Và thủy ra cục dây lên đây, ra B14 luôn em ơi. Cục cái nơ lại. Dạ, chị Kim Lụa Lê mình đã chốt B9 và bây giờ mình chốt thêm B13 đúng không ạ? Em sẽ nốt cho chị ạ. Rồi, ship 3 vì là bao nhiêu? Ba vì là 30 hoặc 35 ngàn các chị nha. Nói chung 30 hoặc 35 ngàn mà tỉnh nha. Nào cũng 30 hoặc 35 ngàn, tỉnh nào cũng vậy hết gì vậy? Không, đúng đâu rồi đúng mà. Cái đó trước sau như một mà. Đúng rồi, trước sau như một. Rồi, B13 các chị nha. Em chuẩn bị lên bộ cuối cùng của hôm nay, các chị tranh thủ đặt hàng nha. Nhớ là nếu có tóc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Thật sự là mua 129.000 là cũng quá sốc rồi. Các chị nghĩ một bộ đồ mà vải đẹp nè, mà form cũng đẹp nè, mà bán 129.000 là đã quá rẻ. Đằng này nếu mình chọn từ bộ thứ hai trở lên nữa, giá trị mỗi bộ chỉ có 99.000 là trời, siêu sốc, bán quá sốc. Nhiều khi bán mà cũng cảm thấy ấy nấy lương tâm. Bán mà nhiều khi cảm thấy sao sốc quá như vậy, khiến các chị nghi ngờ luôn á. Rồi xong chưa các chị ơi, B13 và em chuẩn bị lên B14 là mã cuối cùng của hôm nay nha. Xong chưa Thủy ơi, B14. Các chị và các bạn nếu mà chốt mã em đang mặc comment B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Bây giờ mã B14 của mình sẽ được lên mọi người nha. Đúng rồi, B14 sẽ được lên nha. Và các chị nhớ là chị nào vào trễ á, em bối rối rồi chị ơi. Sao bối rối? Thấy bộ nào cũng đẹp đó là bối rối không biết chọn bộ nào đúng không? Đó sẽ gặp trường hợp như vậy á các chị ơi. Nói chung là cứ lấy đi, cứ lấy. Mơ mơ ơi, mơ mơ chưa cho địa chỉ.
Nàng ơi, nàng cho địa chỉ giúp sắp mờ mờ ơi. Tại vì sắp phải có địa chỉ, mỗi ngày đơn hàng đi rất là nhiều. Và các chị và các bạn ơi, hãy giúp sắp cho địa chỉ thì sắp mới gửi hàng cho mình được. Chứ không có địa chỉ á, là coi như sắp bỏ qua đơn của mình đó. Là coi như mình công cốc, mình đặt hàng cũng như không có hàng thì rất là tiếc cho các chị luôn. Rồi chị mờ mờ cho sắp địa chỉ chị nha. Nói chung đặt hàng thì mọi người tiếc chi địa chỉ số điện thoại, tại vì em ẩn hết comment sau livestream, mọi người yên tâm nha. Rồi của Hưng là B máy B13. Quần của Thủy đây, bộ hồng hồng có tay bèo bèo nè. B14 đẹp quá mọi người ơi. B14 là mã của Thủy nha. Còn B13 là mã của Hân nha. B14 là của Thủy, B13 là của Hân nha. Chị thấy mút mắt vừa không eo? B78 hả? B14 hả? Không, cái này cái áo thì hơi cái áo thì hơi ôm một tí. Áo với quần vừa. Bộ này 55kg chị xuống. 70 em đi. Rồi ok, chúc chị Yến Nhi, trời ơi giờ này bả mê. Ok, dạ chúc cho chị Thanh Lam mặc vừa không. Chị Thanh Lam B58, 58 kg hả chị? 2m58. 58 thì không vừa nha chị Thanh Lam nha. 58 kg thì chị chọn cái bộ thun giúp em nha. Tại vì đồ này thì mình dưới 55 kg mình mặc nó thoải mái hơn nha. Chị Thanh Lam nếu mà chị 58 kg thì không vừa, còn nếu mà chị cao 1m58 thì đương nhiên là vừa. Bao nhiêu ký mặc vừa hai combo này vậy? Dạ dưới 55 kg mình sẽ mặc vừa hai combo này ạ. Dưới 55 kg các chị nha. Rồi tranh thủ đặt hàng để em kết thúc livestream này tại đây, tranh thủ đặt hàng nha. Dạ chúc các chị Hà My. Ủa Hà My B10 hả? Ờ giờ Hà My mới nốt. Chị Hà My ơi, chị, giờ chị mới cho địa chỉ dạ, hay là sao ạ? Dạ, dạ ok chị Hà My ạ, em đã nốt cho chị B10 rồi chị Hà My nha. Yến Nhi ơi, Yến Nhi cho mình địa chỉ nha. Yến Nhi ơi, em còn coi like thì cho chị địa chỉ để mình khỏi cầm inbox shop luôn mọi người nha. Em vừa không. Chị Hân muốn mắc ơi, bộ này bộ của Hân thì ủa, cái váy nào cái vừa 55 kg trở xuống thôi. Cái Hân em chị đó cũng là 54 kg. Cái bộ của Hân vừa nè chị ơi. Chị Hân muốn mắc bộ Hân vừa nha. Bộ của Thủy thì chị không có vừa, bộ của Hân thì rộng hơn á. Vải tốt không? Mỹ Lệ yên tâm nha. Nói chung là hàng phải đẹp mới bán. Chứ bán mà hàng xấu xấu thì mọi người đặt một lần mọi người nghỉ chơi rồi ai thèm đặt nữa. Nên mọi người thấy sắp còn like đến giờ này, còn like cả hơn một năm trời, mọi người thấy sắp bán hàng cả. Tức là bán hàng là sắp bán được 3 năm, mà livestream là sắp like được 1 năm. Nếu mà không bán hàng mà kiểu dởm xấu xí thì chắc là sẽ không còn ai mà xem like của mình hết. Nên là bảo việc đó mọi người yên tâm nha. Thêm bộ mắt à, B14 là của em hả? B14 không rồi chị ơi. Của Thủy á. Chị Hên, Hên muốn mắc là B14 không vừa chị nha. Nếu chị lấy B13 của Hân thì vừa chị nha. Ok chúc chị Yến Nhi. Ok Yến Nhi sắp tới địa chỉ rồi nha. Giờ cho địa chỉ à. Ok Hà My nha. Ok cảm ơn mờ mờ hồi nãy đã cho địa chỉ nha. Mọi người ơi, nếu kết thúc live mình chị lấy một bộ giá là 129.000 nha. Còn kết thúc live mình chọn hai bộ bất kỳ thì 99.000 mỗi bộ nha. Rồi B13 và B14 giúp sắp nha. B13 nữa nhé. Dạ ok chân ngắn B13 nha. Dạ ok Hên muốn mắc nha, mình chọn bộ khác nha. Rồi B13 ai lấy nữa nhanh tay comment mọi người ơi. Và nhớ đặt hàng là mình chắc chắn nha. Mình không hủy giúp shop mọi người nha, đừng có hủy tội nghiệp shop. Đó người sale nhiệt tình mà nói nhiều ơi là nhiều, khen cả cổ họng mà mọi người hủy nữa là rất là tội shop luôn. Đó. Rồi B13 và B14 các chị ơi, còn ai muốn đặt hàng thì nhanh tay comment nha. Và em sẽ tắt like trong 10 phút nha. Shop sẽ chuẩn bị đồ và sẽ like cho mọi người một like ngắn nữa nha. Một like sau chỉ có 30 phút thôi các chị, nhớ là vào lại nha. Eo váy đỏ bao nhiêu vậy? Dạ, eo là sao chị? Tức là chị bao nhiêu, eo chị bao nhiêu chị comment đi để chị comment đi để shop đo cho chị nha. Chị hi hi eo bao nhiêu chị comment để shop biết là vừa hay không nha. 10 phút nữa sẽ có like một like trong một like ngắn nữa nha. Mỹ Lệ nhớ vào xem nha, 10 phút nữa mọi người nha. Dạ ok chị Triệu Hương B13. Triệu Hương có địa chỉ chưa? Chị Triệu Hương ơi cho em địa chỉ và số điện thoại ạ. Ok chị Triệu Hương. Em đã tìm thấy địa chỉ và số điện thoại của chị rồi ạ. Ok chị Triệu Hương, em chúc chị B13 nha. Rồi các chị tranh thủ comment giúp em nha, B13 và B14 để sắp kết thúc cái like này nha. Và 10 phút sau thì mình vào lại mình xem một like ngắn nữa nha. Sẽ còn một like ngắn nữa. E73 vừa nha, hi hi nha. E73 thì vừa nha. Vừa nha, hi hi nha. Bán hàng mà đẹp lung linh quá. Cảm ơn chị Trinh Trinh nha. Thì bán hàng thì phải đẹp chứ. Dạ cảm ơn chị Trinh Trinh nhiều. Chị Trinh Trinh. Đó mọi người khen cái là bắt đầu tụi nó tí tởn. Hai con bé nó tí tởn. Dạ và các chị và các bạn ơi, mình tranh thủ mình đặt hàng đi vì tụi em cũng sắp tắt like rồi. Và mình tranh thủ mình đặt hàng luôn chị, các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Và tắt like thì mình sẽ trở về giá cũ các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, chắc like mua giúp shop
250 mọi người nha. Rồi chị Hi Hi có muốn lấy thì comment giúp shop luôn nha. Và chị nào muốn xem nữa thì 10 phút sau mình còn một like nữa, nhớ vào xem mọi người nha. Chị Hi Hi ơi, Hi Hi ơi, mình có muốn lấy không để sắp kết thúc like này tại đây nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã tham gia mua hàng rất là nhiệt tình nè, và chơi game cũng hết mình, nói chung làm cái gì cũng hết mình, là sắp rất là cảm ơn nha. Rồi chị nào, bạn nào còn lấy B13 của Hân và B14 là bộ hồng của Thủy nữa thì comment giúp shop nha. Rồi bây giờ mình sẽ một phút nữa đi nha, một phút ở 30 giây nữa đi rồi sắp sẽ kết thúc cái live này nha mọi người nha. Dạ chân ngắn, dạ em biết rồi, khi mà em gọi điện em sẽ hỏi, nói chung là hàng shop là free size và cái form nó rất là dễ mặc, càng ốm thì mặc càng đẹp, chị cứ yên tâm nha chân ngắn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt mã B13 kèm số điện thoại chào địa chỉ theo chốt mã của em. Còn nếu các chị và các bạn muốn chốt mã của bạn Thủy thì comment cho em B14 kèm số điện thoại chào địa chỉ. 99.000, chỉ 99.000, nguyên một combo gồm áo sơ mi và chân váy. Và các chị và các bạn nhớ là phải chốt hai, nhớ là mình chốt hai combo bất kỳ trong like để mình được giá 99.000 mỗi combo ạ. Rồi ok. Tắt like rồi, mình tranh thủ nha các chị và các bạn ơi. 10 giây cuối cùng các chị nha, còn hỏi gì shop nữa thì cứ comment giúp shop nha. 10 giây cuối cùng để mình tắt like nha, B13 và B14 của Thủy nha. Chị nào đã đặt hàng thì nhớ là nghe máy và comment địa chỉ giúp em chút. B19 và B địa chỉ nhắn trên đó, chị coi thử được chưa chị? Mờ ơi, mình thấy địa chỉ của mờ rồi nha. Mờ hình như là hơn mà. À ok nha, rồi vậy tạm biệt mọi người nha, 10 phút nữa gặp lại các chị và các bạn nha. Tạm biệt mọi người.